Người đàn ông này đang chuẩn bị lên cơn đau tim, anh ta muốn hít thở, nhưng làm cách nào cũng không thể lấy được oxy. Cảm giác ngột ngạt vì thiếu oxy khiến anh ta vô cùng khó chịu. Hành động này cũng khiến những người khác vô cùng hoang mang. Tiếp theo anh ta ngã xuống sàn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hơn nữa, rất nhanh tim cũng đã ngừng thở. Bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu ngay tại hiện trường nhưng vẫn không thể cứu sống. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào tòa án. Anh ta chính là luật sư của phạm nhân, tên là Han Yihan. Trước sự ngăn cản của kiểm sát trưởng Kim Suk-yang, anh ta không hề để tâm, dứt khoát phi thẳng ống kim vào cổ phạm nhân. Đối phương dần dần bắt đầu thở lại được. Từng là một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực hàng đầu, thông qua chẩn đoán nhịp tim, Yihan lập tức xác định người này bị tắc nghẽn đường thở do phản ứng dị ứng. Sau đó anh ta khử trùng vùng cổ của phạm nhân, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật ngay tại hiện trường. Tòa án cũng giống như phòng phẫu thuật đều là nơi quyết định sự sống. Nguyên nhân của tất cả những việc này và tại sao anh ta từ bác sĩ trở thành luật sư, câu chuyện phải kể từ 5 năm trước. Yihan là một bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện Bansuk. Anh ta chưa bao giờ để bệnh nhân phải ra đi dưới tay của mình. Dù là mắc bệnh sắp về trời, chỉ cần vào tay Yihan tất cả sẽ hoàn toàn thay đổi. Vì thế đồng nghiệp đều rất khâm phục anh ta. Nhưng anh ta cũng có một mặt không muốn để người khác biết. Chỉ cần viện trưởng cần, anh ta sẽ hóa thân thành một bác sĩ bóng ma, thông qua con đường bí mật đến tiến hành phẫu thuật cho con trai viện trưởng. Con trai của viện trưởng là Go Win Sung cũng là một bác sĩ phẫu thuật, nhưng kỹ thuật lại khác một trời một vực với Yihan. Một người chân tay luống cuống như cậu ta, cứ đối mặt với tình huống bất ngờ sẽ không biết phải giải quyết thế nào. Nhiều lần vì sai sót của mình suýt nữa làm bệnh nhân mất mạng, nhưng lần nào cũng nhờ có sự xuất hiện của Yihan mà hóa nguy thành an. Là một viện trưởng, Go Jin-gi có dã tâm rất lớn. Ông ta không những tìm mọi cách để nâng đỡ con trai mà còn định biến bệnh viện thành công ty toàn cầu hóa, cuối cùng là trở thành tài sản của mình. Hơn nữa đối tượng phẫu thuật đều là những ông trùm trong giới chính trị. Suk-yang và Yihan cũng là một đôi tình nhân, bọn họ rất yêu thương nhau, nhưng trên người Suk-yang vẫn còn một gánh nặng, đó chính là căn bệnh tim của cậu em trai Seok-ju. Căn bệnh này đã khiến Seok-ju phải vượt qua kỳ thi đại học trong phòng bệnh. Hơn nữa tính mạng lúc nào cũng ở trong tình trạng nguy hiểm, nhưng chỉ trong một đêm, những vấn đề này đều sắp được giải quyết ổn thỏa. Yihan nói anh sắp có thể cấy ghép tim cho Seok-ju, sau đó còn lấy nhẫn ra cầu hôn Suk-yang. Việc này làm quan hệ của hai người càng tiến gần thêm một bước, nhưng ngay lúc này bước ngoặt lớn cũng đã xuất hiện. Viện trưởng cảm thấy rất biết ơn vì Yihan đã nhiều lần giúp đỡ mình. Ông ta không chỉ chủ động trả tiền chữa trị cho Seok-ju, mà còn hoàn toàn ủng hộ việc cấy ghép tim cho cậu ấy vào 2 ngày tới. Yihan nghe xong không biết nói gì cho phải, nhưng những thứ viện trưởng cho Yihan không chỉ có như vậy. Sau đó ông ta bổ nhiệm Yihan làm trưởng khoa ngoại lồng ngực ngay trước mặt cậu con trai quý tử. Đây là vị trí đáng lẽ thuộc về Huynh Sung, anh ta không ngờ cha lại đưa nó vào tay người ngoài. Huynh Sung vô cùng kinh ngạc, đồng thời một sự ghen tức nổi lên từ tận đáy lòng. Trước khi Yihan rời đi, viện trưởng còn cho người tặng anh ta một món quà. Ai ngờ Huynh Sung lại chạy ra chế nhạo, nói cha của Yihan không phải là một bác sĩ tốt, chẳng những gây ra sự cố lớn mà sau khi bị vạch trần chuyện ăn hối lộ còn lựa chọn kết liễu sinh mạng. Trong lời nói toàn là sự bất mãn vì vị trí của mình vừa bị cướp mất, nhưng có vẻ như Yihan cũng chẳng quan tâm. Anh ta chỉ cười bảo Huynh Sung đừng tự ti như vậy, sau đó quay người rời đi. Sau khi về nhà, Yihan tò mò mở hộp quà ra, ai ngờ bên trong toàn là tiền. Anh ta lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Ông Go tìm mọi cách lôi kéo anh ta, rõ ràng là có mục đích gì đó, vì thế anh ta định đem số tiền này trả lại. Ngày hôm sau, Seok-ju được đưa vào phòng phẫu thuật đúng như kế hoạch. Là một người chị, Suk-yang không khỏi lo lắng, cô nhờ cậy Yihan đừng để xảy ra sai sót nào, cô không muốn mất đi đứa em hiểu chuyện của mình. Yihan an ủi cô nói chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Yihan và trợ lý dỡ trái tim của Seok-ju ra. Viện trưởng cũng đang theo dõi trên màn hình lớn trong phòng làm việc. Sau khi quả tim mới được đặt vào đúng vị trí, Yihan muốn khâu lại từ phía bên trái, đồng thời tăng nhiệt độ cơ thể lên cao hơn. Sau mọi nỗ lực, trái tim đã có thể đập như bình thường, bệnh nhân cũng dần hô hấp trở lại. Nhưng trong lúc mọi việc đều thuận lợi, áp lực động mạch phổi bất ngờ liên tục tăng cao. Nếu tim không thể chống đỡ được, người bệnh chắc chắn sẽ bay màu. Thời gian cứ thế trôi đi, nếu còn không tiến hành xử lý thì sẽ không kịp nữa. Các đồng nghiệp đều dồn ánh mắt về phía Yihan, chờ đợi anh đưa ra một biện pháp. Anh muốn hút huyết dịch trong động mạch phổi ra. Sau một loạt thao tác, cuối cùng Seok-ju cũng thoát khỏi cơn nguy kịch. Việc này cũng lần nữa chứng minh trình độ phẫu thuật cao siêu của Yihan. Sau khi nhận được tin, Suk-yang rất vui mừng. Nhưng tối hôm đó, viện trưởng gọi điện thoại đến, Yihan lại phải vào vai một bác sĩ bóng ma. Lúc này đến cả viện trưởng cũng đã mặc đồ phẫu thuật đi vào đội ngũ. Viện trưởng nói với Yihan, ông ta đã tháo bỏ tim của bệnh nhân này, hơn nữa còn chưa có sự đồng ý của thân nhân. Ông ta biết mình đã vi phạm luật chữa trị, không biết chừng còn phải ngồi tò. Nhưng vì bệnh nhân này rất có giá trị, vì thế cho dù có phải đặt cược tất cả cũng phải làm như vậy. Đêm nay ông ta xin Yihan hãy giúp mình lần cuối. Chỉ cần lần này thành công, sau này Yihan sẽ không cần làm bác sĩ bóng ma giúp con trai ông ta phẫu thuật nữa. Thấy Yihan im lặng hồi lâu, Go Jin-gi tiếp tục nói, chỉ cần giúp ông ta lần này, dù có làm trâu làm ngựa ông ta cũng cam lòng. Đã nói đến nước này rồi, Yihan cũng chỉ đành đồng ý, nhưng anh ta yêu cầu ông Go sau khi ca phẫu thuật kết thúc, phải nói sự thật với gia đình bệnh nhân. Ông Go nói tất cả hậu quả mình sẽ hoàn toàn gánh chịu. Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.
Lúc này một bản hòa tấu bỗng nhiên vang lên, ông Go giải thích đây là bản nhạc mà người bệnh thường ngày rất thích nghe. Y Han cũng không nói nhiều, bắt tay vào làm việc. Sau khi đã đặt trái tim vào trong, anh ta bắt đầu khâu lại như bình thường. Khi sợi chỉ cuối cùng được cắt, các bước phẫu thuật gần như sắp hoàn thành. Tháo kẹp động mạch chủ đồng nghĩa với việc trái tim có thể hoạt động trở lại, nhịp tim dần dần ổn định, bệnh nhân đã có được sự sống mới. Nhưng đúng lúc này vách ngăn đập lại có vấn đề, thiết bị bắt đầu báo động chứng tỏ trái tim đã ngừng hoạt động. Thấy tình hình không ổn, Y Han lập tức bảo trợ lý tiêm adrenaline vào cơ thể bệnh nhân, sau đó dùng máy điện tim bắt đầu cấp cứu. Thấy đã có phản ứng, Y Han bình tĩnh giữ chặt tay lên tim bệnh nhân, rồi bắt đầu ấn lên ấn xuống theo quy luật. Các đồng nghiệp sợ toát mồ hôi, bởi vì như vậy có thể khiến bệnh nhân không chịu được mà đắp chiếu. Nhưng giờ không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Dưới bàn tay thiên tài của Y Han, trái tim đã có thể đập trở lại. Ca phẫu thuật cũng kết thúc vô cùng thành công. Sau khi từ phòng phẫu thuật ra, viện trưởng đưa cho anh ta một tấm thẻ phòng bảo anh ta đi nghỉ ngơi một chút. Căn phòng sang trọng cùng bàn đồ ăn đầy ắp, còn có cả rượu sâm panh có thể làm giảm mệt mỏi. Xem ra viện trưởng cũng đã có chuẩn bị từ trước. Y Han không muốn đi ngủ, anh muốn đến xem tình hình sau khi phẫu thuật của Sốc Du. Nhưng đúng lúc này, anh ta lại bất giác rơi vào hôn mê. Cũng chính ca phẫu thuật đêm nay đã chôn xuống một mầm mống tai họa. Không lâu sau, đồng nghiệp chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm Y Han, bởi vì hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi. Tiếng điện thoại reo lên, Y Han cũng mơ màng tỉnh dậy. Sốc Du đã mất nhịp tim, đồng nghiệp đang gấp rút tiến hành cấp cứu. Y Han vội vàng chạy đến đó, nhưng dù anh có dùng cách gì cũng chỉ là vô ích, tất cả đã quá muộn màng. Cậu tuyên bố nguyên nhân tại sao cậu ta bay màu đi. Khoảnh khắc này, Y Han và Suk Yang đều cảm thấy như trời sắp sập xuống. Trong không khí bàng hoàng và đau đớn, Y Han đau buồn tuyên bố Sốc Du không qua khỏi. Suk Yang nghe xong òa lên khóc, em trai cô mới chỉ có 19 tuổi, hôm qua vẫn còn rất khỏe, không phải Y Han từng đảm bảo em trai cô sẽ không sao mà. Theo miêu tả của đồng nghiệp, tình hình của Sốc Du bắt đầu chuyển biến xấu vào buổi sáng. Vì mãi không thể liên lạc được với Y Han, nên viện trưởng đã tự mình đeo máy tạo oxy màng ngoài cơ thể cho cậu ấy. Y Han hỏi đồng nghiệp tình hình của Sốc Du lúc sáng thế nào. Đồng nghiệp nói y tá trưởng bỗng nhiên đổi ca làm, nên anh ta không thể chăm sóc Sốc Du. Sốc Du vừa qua đời vào buổi sáng, giữa trưa đã có bác sĩ đến xin Suk Yang cho hiến nội tạng. Việc này quả thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Suk Yang đau đớn đang định ký tên xác nhận thì bị Y Han ngăn lại. Anh ta cho rằng tai nạn của Sốc Du không đơn giản như thế, vì vậy đề nghị giải phẫu cái thây. Lúc này viện trưởng đột nhiên xuất hiện, ông ta chẳng những không ngăn cản mà còn rất thoải mái đồng ý, thậm chí đến bác sĩ đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Cuộc giải phẫu thay người nhanh chóng kết thúc, pháp y nói tim của Sốc Du có vấn đề, động mạch phổi xuất hiện tình trạng xuất huyết gây tắc nghẽn màng tim ngoài, tiếp theo làm giảm nhịp tim, cuối cùng bị sốc. Do không kịp thời xử lý nên đây chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Y Han càng nghe càng thấy sai, trong tình thế cấp bách lúc anh ghép tim cho Sốc Du, chính anh đã xử lý tình huống nguy hiểm đó. Y Han nói anh ta đã xử lý rất hoàn hảo, miệng vết thương được khâu lại cũng không có vấn đề gì, chắc chắn không thể xảy ra hiện tượng sốc như pháp y đã nói. Nhưng pháp y nói những việc khác không liên quan đến mình, cô chỉ nói sự thật mà thôi. Y Han gào thét trong đau đớn, không biết phải nói sao với Suk Yang. Bây giờ tất cả mũi dìu đều hướng về bác sĩ mổ chính là anh, ngay cả ghi chép phẫu thuật cũng không cho anh xem, nói là cấp trên chỉ thị xuống. Nhìn phía cuối hành lang, anh ta nhớ lại mấy hôm trước vừa có một bệnh nhân được đẩy vào, cũng là để phẫu thuật ghép tim. Sau khi phẫu thuật xong vẫn đi thang máy đó, chứng tỏ bệnh nhân kia vẫn còn ở trong bệnh viện. Chỉ cần tìm được người đó, có thể sẽ biết được chân tướng sự việc. Nhưng thẻ ra vào của Y Han đã bị vô hiệu hóa, may là còn có đồng nghiệp Dae Gong, thẻ của anh ta vẫn có thể sử dụng. Hai người cùng đi tới khu khám chữa bệnh VIP. Y Han bảo Dae Gong đứng canh ở cửa, bất cứ là ai cũng phải tìm mọi cách cản lại. Ai ngờ vừa quay đầu, đàn em của viện trưởng đã bất ngờ xuất hiện. Dae Gong tiến lên quyết định một trận, chỉ vài chiêu đã hạ gục mấy tên côn đồ. Y Han đi sâu hơn vào bên trong, ở đây anh ta lại nghe thấy tiếng bản nhạc hòa tấu Maninop quen thuộc đó. Đây chính là bài hát mà đêm đó viện trưởng nói bệnh nhân thích nghe nhất. Anh vừa định phá cửa xông vào thì đàn em của viện trưởng đã chạy đến. Bây giờ Y Han đã bị tước quyền ra vào bệnh viện, họ yêu cầu anh lập tức rời khỏi đây. Nhưng Y Han không nghe, nếu không làm rõ mọi chuyện anh sẽ không đi đâu cả. Anh tiếp tục đi vào bên trong, cuối cùng đã nhìn thấy bệnh nhân bí mật đó, nhưng sau đó đã bị che lại. Tiếp theo Y Han bị đối phương tẩn cho một trận. Y Han vừa được đưa ra ngoài thì bị một công tố viên chặn lại. Đối phương thông báo bắt giữ Y Han vì tội phá hoại tài sản và xâm nhập trái phép. Ngoài ra còn có nghi ngờ về sự cố y tế cần được điều tra. Cứ như vậy Y Han đã trở thành kẻ tình nghi số 1 gây ra tai nạn của Sốc Du. Thấy bọn họ rời đi, Jin Gi ở trong phòng làm việc không biết lại đang lên kế hoạch cho âm mưu lớn gì. Công tố viên Baek Gang hô hỏi anh trước khi Sốc Du mất anh đã đi đâu. Nhưng Y Han không biết trả lời thế nào, bởi vì đêm đó anh đang làm bác sĩ bóng ma phẫu thuật cùng viện trưởng. Y Han chỉ đành khai mình đã ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, nhưng gọi điện không nghe, không tìm thấy người, đến tận sáng mới hớt hải chạy đến. Là một bác sĩ chính, dù có nói thế nào cũng không thể làm người khác hết nghi ngờ. Chính anh đã khiến cho Sốc Du đắp chiếu. Vì thế công tố viên khuyên anh ta hãy nhận tội cho xong, đừng cố gắng đưa ra những lý lẽ yếu đuối đó. Thẩm vấn xong, Y Han đã bị bế vào trại giam. Suk Yang cũng đau đớn từ biệt người em trai xấu số của mình. Thầy của cậu dần tiêu tán trong ngọn lửa thiêu. Chuyện khó tin hơn vẫn còn ở phía sau, mà
mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu. Ihan tin rằng đồng nghiệp sẽ làm chứng cho mình, ai ngờ hắn ta lại chỉ toàn nói dối. Việc này làm Ihan rất hoang mang, lúc phẫu thuật đồng nghiệp Park Ki-tae luôn đứng gần anh nhất, sao có thể không nhìn thấy chứ? Tiếp theo Park Ki-tae vẫn ở trên tòa thao thao bất tuyệt kể lại tiến trình ca phẫu thuật, nhưng câu nào cũng là sự vu oan trần trụi, nói bóng nói gió ám chỉ Ihan chính là kẻ đã hại Seokju. Sau đó mấy đồng nghiệp được gọi lên tòa cũng đều ngang nhiên nói dối. Người phụ trách ghi chép ca phẫu thuật nói, Ihan không hề xử lý miệng vết thương của bệnh nhân, bác sĩ gây mê nói mình đều làm theo mọi yêu cầu của Ihan. Nhân viên phụ trách đăng ký hồ sơ nói sau khi vụ án xảy ra Ihan định cướp hồ sơ ghi chép. Sau đó bác sĩ pháp y chịu trách nhiệm khám nghiệm cái thây, cũng nói kết quả kiểm tra của mình hoàn toàn chính xác. Trong phút chốc mọi mũi dìu đều chỉ vào Ihan chính là hung thủ, nhưng vẫn còn một nhân chứng cuối cùng. Thẩm phán hỏi Daegong và Ihan có tiến hành khâu vết thương sau khi lấy tiết canh xét nghiệm không. Daegong trả lời chắc nịch rằng chắc chắn đã khâu lại. Ngay sau đó Baek Gang-ho đứng lên nói lúc nãy Daegong gọi Ihan là anh, chứng tỏ quan hệ của hai người rất tốt. Nếu đã có quan hệ tốt lại còn là bạn thân, rất có khả năng là đang bao che cho nhau. Hơn nữa Daegong còn giúp Ihan huýnh nhân viên bảo an trong lúc anh ta đi vào khu khám chữa bệnh VIP, vì thế lời khai của Daegong hoàn toàn không thể dùng làm bằng chứng. Mọi người có mặt trong phiên tòa lập tức xôn xao, thậm chí có người còn nói nhỏ Ihan chính là tội phạm có chứng chỉ hành nghề bác sĩ. Sau đó Gang-ho dẫn theo cấp dưới đến nhà Ihan tìm kiếm chứng cứ, quả nhiên họ phát hiện trong phòng anh có một chiếc hộp đựng đầy tiền. Đây là quà mà viện trưởng Jin-gi đã tặng anh vào tối hôm đó, không ngờ lúc này chúng lại trở thành chứng cứ anh nhận hối lộ. Mẹ của Ihan không chịu nổi cú đả kích này, chỉ có thể mau chóng uống thuốc để giảm áp lực cho tim. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Ihan đã từ một bác sĩ đỉnh cao trở thành tên tội phạm bị mọi người mắng nhiếc. Ai ngờ vừa vào bóc lịch đã bị úp sọt hội đồng. Buổi tối, Ihan trên người chẳng chịt vết thương bị tiếng động làm thức tỉnh. Tiếp theo ánh đèn sáng lên, người đến chính là viện trưởng Jin-gi, kẻ 5 lần 7 lượt nhờ anh làm việc. Ihan hỏi có phải ông ta đã mua chuộc tất cả mọi người rồi không, nhưng Jin-gi chỉ khuyên anh mau chóng nhận tội. Chỉ cần nhận tội, không những có thể ra tù mà mẹ anh cũng sẽ được bình an vô sự. Đổi lại cũng chỉ mất đi một công việc có thể diện mà thôi. Hóa ra ngay từ đầu Jin-gi đã chẳng tốt đẹp gì, những bước đệm trước đó chỉ là để thỏa mãn lợi ích của bản thân. Nhưng lúc này ông ta sẽ không bao giờ thừa nhận, mà bây giờ lời của Ihan cũng không có ai tin nữa. Ihan vô cùng tức giận, anh thề sẽ vạch trần việc bác sĩ bóng ma, cũng sẽ công bố việc đổi tim ghép cho người khác. Không ngờ Jin-gi lại lấy tính mạng ra đe dọa, nếu anh dám nói ra, ông ta không chỉ khiến Ihan biến mất mà cả mẹ anh cũng sẽ phải chịu liên lụy. Jin-gi còn nói nếu bà mẹ đã sống dựa vào thuốc lâu năm biết được tin con trai mình đã bay màu, liệu bà ấy có sống nổi không đây. Ihan phẫn nộ đến cực độ nhưng cũng không thể làm được gì. Bây giờ anh không thể làm tổn thương viện trưởng dù chỉ là một cọng tóc. Nói xong Jin-gi mau chóng rời đi. Chính ngày hôm đó Ihan mất đi cuộc đời, cũng chính ngày hôm đó Ihan trở nên kiên cường trong nỗi bi thương. Anh phải giành lại cuộc sống của mình. Chính là tôi đã dẫn đến người bị hại tử vong. Ihan thừa nhận mọi tội lỗi, cuối cùng căn cứ vào việc anh muốn cứu người mà thực hiện phẫu thuật, nhưng vì tùy tiện phẫu thuật dẫn đến việc người bệnh bay màu, cộng thêm việc họ cũng tìm được một số tiền lớn trong nhà anh, vì thế anh bị phán nhập kho 2 năm, tạm hoãn thực hiện 2 năm. Ngoài trời đổ mưa lớn, Suk Yang vội vàng chạy theo Ihan đang giống như người mất hồn, hỏi tại sao anh lại thừa nhận tội danh. Cô không hề trách cứ những gì anh đã làm, bởi vì cô tin rằng một người coi em trai mình như người thân, tuyệt đối không thể làm hại nó được. Đối mặt với sự gặng hỏi trong đau đớn của Suk Yang, trái tim Ihan đã tan nát, anh đề nghị chia tay với cô. Anh không muốn làm tổn thương những người bên cạnh mình nữa. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ Seokju nhưng cuối cùng lại không làm được. Anh cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người. Ihan cứ thế lặng lẽ rời khỏi nơi đây, chỉ để lại Suk Yang đau khổ khóc đến khàn cả tiếng. Lúc này Gang-ho từ từ đi đến, anh ta cảm thấy việc đã đến nước này cũng không cần kháng cáo thêm nữa. Nhưng Suk Yang quyết không từ bỏ, là một công tố viên, cô nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Lũ bác sĩ tàn ác vẫn chưa bị trừng phạt kia, cô sẽ đẩy từng người một vào nhà lao để họ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Bên này, người bệnh thần bí của viện trưởng cũng sắp được xuất viện. Thời gian 5 năm thấm thoát trôi qua, trong một ngày thời tiết trong xanh thoáng đãng, một người đàn ông đang sửa soạn lại trang phục của mình. Anh khoác lên mình bộ vest chín chắn, không thể thiếu chiếc kính tăng thêm vẻ lịch lãm. Anh ta chính là Han Ihan, giây phút này anh không còn là bác sĩ nữa mà là một vị luật sư. Tại sao hôm nay anh lại ăn mặc nghiêm túc như vậy? Đó là vì hôm nay anh phải làm một chuyện lớn. Seokju đã mất được tròn 5 năm, Suk Yang vẫn thường xuyên đến thăm mộ cậu. 5 năm nay, lúc nào cô cũng luôn nhắc nhở bản thân mình, nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân tại sao em trai lại đăng xuất. Vào hôm nay, Suk Yang cũng phải làm một chuyện lớn, đó là xét xử công khai sự cố y tế do bệnh viện Ban Suk gây ra. Lần này cô sẽ khiến những kẻ sát nhân mang danh bác sĩ kia phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bị cáo chính là Park Ki-tae, người đã ra tạo bằng chứng giả vào 5 năm trước. Lúc này anh ta cũng vì sự cố y tế mà trở thành tội phạm, nhưng trong lúc đang xét xử, sức khỏe của anh ta lại có vấn đề. Đầu tiên Suk
Kyung tường thuật lại chi tiết vụ án. Sau khi bị cáo Ki Tae gây ra sự cố y tế, chẳng những không thấy hối hận mà còn đăng ảnh nạn nhân lên mạng kêu oan. Cho đến khi sắp bị bắt, anh ta mới cảm thấy hối hận. Việc này chẳng khác gì đang sỉ nhục những người có mặt ở đó. Đối với việc ích kỷ tiết lộ thông tin của người bệnh, luật sư của bị cáo nói anh ta đang kiểm điểm lại tội danh của mình. Hơn nữa, bệnh viện cũng sẽ tuân theo chủ nghĩa nhân đạo, bồi thường cho người nhà của nạn nhân. Lúc này, sức khỏe của Ki Tae càng lúc càng yếu. Thẩm phán nói một câu anh ta lại khó chịu một lần. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Khi nghe phán quyết cuối cùng, rõ ràng anh ta muốn nói gì đó, nhưng làm thế nào cũng không thể thốt nên lời. Cuối cùng anh ta ngã cắm đầu xuống đất. Lúc này, Ihan cũng đã xuất hiện bên ngoài cửa, anh chậm rãi đi vào hiện trường. 5 năm qua, anh từ một bác sĩ trở thành một vị luật sư tiếng tăm lừng lẫy. Mục đích lần này anh tới đây là để tìm lại một cuộc đời mới. Nguyên nhân tại sao bị cáo đột nhiên phát bệnh ngã xuống đất, phải kể từ mấy ngày trước khi mở phiên tòa. Đúng như cái gọi là vận may thăng trầm, bây giờ anh ta cũng dính phải một sự cố y tế rất lớn. Một đứa trẻ đã tử vong vì không được chữa trị kịp thời. Nếu không đưa ra được kết quả xử lý ổn thỏa, danh tiếng của bệnh viện Ban Suk sẽ bị hủy hoại. Vì thế Jin-gi tất nhiên sẽ bị đẩy ra làm con cừu thế mạng. Anh ta không bằng lòng với sự sắp xếp này, nhưng luật sư đe dọa anh ta, nếu nói ra chuyện này tất cả nỗ lực nửa đời trước sẽ đổ sông đổ biển hết sạch, còn nửa đời sau họ hứa rằng sẽ khiến anh ta hoàn toàn trở thành phế vật. Nói xong, luật sư ung dung rời đi. Trước sự đe dọa trắng trợn này, Ki Tae vô cùng sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể tự thầm kêu oan. Anh ta không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình. Lúc này một người đàn ông xuất hiện nói có cách giúp anh ta minh oan, nhưng lúc nhìn thấy đối phương, anh ta hoảng sợ không ngừng lùi lại. Bây giờ Ihan đã có sự nghiệp của mình, nhưng mục đích hôm nay anh đến đây không chỉ có thế. Thực ra anh muốn làm một việc vô cùng quan trọng, đó là thực hiện kế hoạch trả thù. Ki Tae vừa dí đầu vào bàn vừa lớn tiếng xin lỗi, nhưng Ihan không muốn ở đây diễn kịch với anh ta. Ihan muốn anh ta thừa nhận chuyện mình đã làm và tố cáo tội ác của viện trưởng trong phiên tòa vào 2 ngày nữa. Chỉ cần Ki Tae làm theo lời mình, Ihan hứa sẽ giúp anh ta thoát tội. Đối với kế hoạch này, Ki Tae không có lòng tin quá nhiều, bởi vì mọi người đều nói vụ này chắc chắn sẽ thua. Nhưng Ihan bảo anh ta cứ yên tâm, chỉ cần làm theo lời anh thì Ki Tae muốn sống thế nào sẽ được sống như thế. Bước đầu tiên trong kế hoạch này chính là tự làm mình bị thương. Chờ băng bó xong, bác sĩ sẽ bảo anh ta uống thuốc. Vậy thì vừa khéo đến bước thứ hai, tôi muốn uống amoxicillin. Ki Tae dù sao cũng là một bác sĩ thâm niên nên đối phương không hề nghi ngờ. Sau khi lấy được thuốc thì bắt đầu bước thứ ba. Ihan yêu cầu Ki Tae uống một lượng lớn thuốc kháng sinh để tạo ra triệu chứng sốc phản vệ. Không sai, việc anh ta cần chính là Ki Tae tìm đường cụt. Thời gian quay lại trước khi mở phiên tòa xét xử, Ki Tae đã uống một lọ thuốc kháng sinh và cũng đã khó thở ngã xuống trong phiên tòa như dự tính. Tất cả được sắp xếp chu toàn chỉ vì bước cuối cùng của kế hoạch, đó là cứu sống Ki Tae. Ki Tae vẫn còn hô hấp nên Ihan lập tức kiểm tra nhịp tim, nhưng vì anh ta uống quá nhiều thuốc nên việc tự chủ hô hấp có chút khó khăn. Thế là Ihan lập tức hạ dao cắt một lối ở đường khí quản của Ki Tae. Sau khi cắm ống thở ép túi khí hô hấp, cuối cùng cũng cứu sống được anh ta. Qua sự việc lần này, Ihan nhanh chóng được giới truyền thông đưa tin. Cha con Jin-gi ngồi trước màn hình TV cũng đã nhìn thấy cảnh này. Người đàn ông quá đỗi quen thuộc đó ngay lập tức đập vào mắt họ. Đây chẳng phải là Ihan, người đã bị họ hãm hại vào 5 năm trước sao? Sau khi trở lại văn phòng của thẩm phán trưởng, Ihan thành khẩn xin đối phương mở lại phiên tòa lần nữa, bởi vì vụ án vẫn chưa kết thúc. Thẩm phán trưởng đồng ý với đề nghị của anh ta. Lúc này Jin-gi cũng gọi điện thoại đến. Ông ta biết sẽ có một ngày mình gặp lại Ihan, chỉ không ngờ anh lại xuất hiện bằng cách long trọng như vậy. Ihan bình tĩnh phản kích, tất cả những việc này đều là do ông mà ra. Anh nhất định phải khiến con cáo già Jin-gi phải trả nợ tiết canh. Vì bị ông ta hãm hại, Ihan thậm chí còn không thể nhìn mặt mẹ lần cuối. Suk-yang chất vấn anh tại sao lại biện hộ cho bệnh viện Ban Suk, nơi đó chẳng có ai là tốt lành cả. Cô muốn biết rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì, nhưng Ihan không muốn nói nhiều. Anh chỉ bảo cô chuẩn bị cho tốt, bởi vì trong phiên tòa phúc thẩm lần sau mình sẽ trở thành đối thủ của cô. Ngày hôm sau, một thám tử tư đến phòng làm việc của Ihan. Cô gái này đã điều tra rất rõ hoàn cảnh gia đình của nạn nhân. Đứa trẻ bị thiệt mạng bởi sự cố y tế đó có bố là một giảng viên đại học, hơn nữa còn là một gia đình đơn thân. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nội dung trong chiếc điện thoại này. Buổi tối Ihan lại đến tìm Park Ki Tae khen anh ta làm rất tốt. Bây giờ có thể về nhà giam trước, không bao lâu nữa sẽ còn phải khai ra vụ ngụy tạo chứng cứ vào 5 năm trước. Đây mới chỉ là phần mở đầu trong kế hoạch của Ihan. Sau 5 năm bày mưu tính kế phát triển, Jin-gi đã đưa bệnh viện Ban Suk lên đỉnh cao trong giới y tế. Hơn nữa cũng đã bắt đầu xây dựng một bệnh viện mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ. Sau khi thao thao bất tuyệt diễn giải một hồi, ông ta còn cho ra mắt một sản phẩm khiến mọi người đều kinh ngạc. Đó là một chiếc máy phẫu thuật hoàn toàn do bệnh viện của ông ta tự nghiên cứu và chế tạo. Dưới tình trạng kết cấu cơ thể chưa bị tổn thương trên diện rộng, công nghệ này có thể giúp ca phẫu thuật cấy ghép tim có độ khó cao hoàn thành thuận lợi. Việc diễn tập thực chiến sẽ do Huynh Sung, cũng là con trai của ông ta tiến hành. Sau khi ca phẫu thuật bắt đầu, mọi người đều tò mò và hồi hộp theo dõi.
Huyên Sung vừa giảng giải vừa tiến hành phẫu thuật, nhưng trong quá trình khâu van tim lại xảy ra vấn đề khiến người bệnh bị xuất huyết. Cuối cùng nhờ sự hỗ trợ của máy móc anh ta vẫn hoàn thành ca phẫu thuật, tiếng vỗ tay lập tức vang dội. Việc này lại khiến con đường phát triển của bệnh viện càng thêm rộng mở. Sau 5 năm học tập ở nước ngoài, Huyên Sung cũng đã trở nên trưởng thành và giỏi giang hơn. Còn có cả một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp. Một lúc sau, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong bữa tiệc. Anh ta tên là Jayden, là người đầu tư trong dự án người máy giải phẫu này. Nếu không có sự giúp đỡ của anh ta, bệnh viện cũng không thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Nói rồi, Jayden bước đến chỗ bạn gái của Huyên Sung, sau đó lịch sự đưa tay ra. Hành động này khiến Huyên Sung và cô bạn gái Im Yuna đều vô cùng sửng sốt, nhưng sau khi Im Tae-moon nói vài lời, hai người đã vui vẻ bắt tay nhau. Thực ra người đàn ông tên Jayden này cũng không hề đơn giản, bởi vì lúc nãy trên máy bay đến Incheon, anh ta vừa cứu sống một người, mà công cụ cứu người của anh ta chỉ là một miếng sắt trong tai nghe mà thôi. Có thể thấy trình độ của Jayden không thua kém gì Ihan. Ngày hôm sau, phiên tòa liên quan đến kế hoạch trả thù của Ihan cũng bắt đầu, nhưng vừa lên tòa, anh đã yêu cầu cha của bé trai bị hại đứng ra làm nhân chứng. Người cha ngồi trên ghế người làm chứng khóc không thành tiếng. Ông ấy cho rằng bị cáo chính là người khiến con trai mình bay màu. Có lẽ sự thật chính là như vậy, nhưng người cha trông rất hiền hậu này mới thật sự là một tên ác ma. Câu chuyện quay trở lại khi cậu bé được đưa đến bệnh viện. Người cha liều mạng chạy vào bệnh viện, bởi vì từ tối nay cậu con trai đã bắt đầu không ngừng nôn mửa. Mãi đến tận 2 tiếng sau, bác sĩ mới ngáp ngắn ngáp dài thong dong đến kiểm tra cho cậu bé. Tiếp theo anh ta ấn vài cái vào bụng của bệnh nhân, đã lập tức đưa ra kết luận là ngộ độc thức ăn. Sau đó còn thản nhiên nói chỉ cần tiêm 2 mũi thuốc là khỏi. Người cha nhiều lần hỏi có cần kiểm tra thêm không, nhưng bác sĩ nói đây là bệnh nhẹ, không cần phải phiền phức như vậy. Hơn nữa trong bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân nghiêm trọng hơn đang chờ cứu chữa. Thế là anh ta chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi kiếm cớ rời đi. Nhưng chính vì quyết định này đã khiến cậu bé vốn có cơ hội sống trở thành một cái thây lạnh lẽo. Trên đây chính là toàn bộ quá trình vụ án mà người cha kể lại. Sau đó ông ta lại gào khóc lên án thái độ của người đang ngồi trên ghế bị cáo. Những người ngồi dưới nghe xong xôn xao bàn tán, chỉ trích Park Ki-tae là một tên tội phạm đội lốt bác sĩ. Sau khi nghe xong, Ihan nói mình tán đồng với cách nghĩ này, nhưng đừng quên nguyên nhân chính khiến cậu bé nôn mửa không ngừng là do mắc chứng tiêu cơ vân. Vậy tại sao cậu bé lại mắc bệnh này? Tiêu cơ vân là bệnh do tế bào cơ bị tiêu hủy do hoại tử mà thành, trong đó có 62% là do cơ thịt bị thương từ bên trong. Vì thế khi cơ bắp vận động dữ dội hoặc sau khi bị uính dã man mới có thể dẫn tới bệnh này. Nghe đến đây, Suk Yang lập tức phản đối, nói Ihan đang uính lừa dư luận, nói những lời nhảm nhí không liên quan làm phân tán hướng điều tra. Nếu đã như vậy, Ihan lại đổi một cách hỏi khác, anh hỏi người cha có từng úp sọt con trai không. Vừa nói dứt lời, đám người ngồi dưới lại nhao nhao cả lên, có người nói có phải anh điên rồi không, rõ ràng người cha vẫn đang đau khổ vì mất con, sao anh có thể hỏi câu hỏi chói tai như vậy. Trước sự chỉ trích của mọi người, Ihan không hề quan tâm, tiếp tục yêu cầu ông ta trả lời câu hỏi này. Khuôn mặt ông ta trở nên dữ tợn, nói rằng con trai mình không chỉ bị bác sĩ hóa vàng mà giờ đến cả luật sư cũng ngậm tiết canh phun người. Ông ta chất vấn tất cả mọi người tại sao lại đối xử với mình như vậy. Hành động này làm mọi người phía dưới rất cảm thông. Họ chỉ trích Ihan là kẻ thần kinh mất não. Ihan vẫn không hề quan tâm đến họ. Đối diện với ánh mắt kiên định và sắc bén của Ihan, người này vẫn không có ý hối cải. Ông ta nói trước giờ mình chưa từng uýnh con. Từ khi vợ qua đời, cho dù có cực khổ đến mấy, ông ta cũng không hề chạm vào một cái móng tay của đứa con bé bỏng. Ihan nghe những lời này cũng cạn lời, không muốn nói gì nữa. Anh quả quyết lấy ra chiếc điện thoại mà mình đã chuẩn bị từ trước. Cậu bé đáng thương lúc còn sống đã không nhận được tình thương của cha, nay đã lên thiên đường nhưng người cha vẫn còn ở đây bịa lời nói dối lừa gạt tất cả mọi người. Chiếc điện thoại này chính là vật chứng do cô thám tử xinh đẹp hôm đó mang đến. Cô đã lấy được nó từ chỗ bảo mẫu người nước ngoài của nhà nạn nhân. Bây giờ sự thật đã được phơi bày, người đàn ông nói dối trắng trợn cũng khó lòng thoát khỏi chế tài của pháp luật. Nhưng Suk Yang vẫn có điều muốn nói. Cô cho rằng chủ đề của phiên tòa lần này là phán định sự cố y tế của Ki-tae, chứ không phải tập trung một chiều vào hành vi bạo lực của người cha. Sau đó Ihan cũng tiến hành biện hộ, là người nhà của bệnh nhân, lẽ ra nên chủ động cung cấp tình trạng bệnh tật cho bệnh viện. Nhưng người làm cha này lại vì lo sợ sự việc bại lộ nên đã che giấu điều này, dẫn đến bác sĩ bị nhầm lẫn trong lúc chẩn đoán. Vì thế nạn nhân trong vụ án lần này không chỉ có đứa trẻ đã mất, mà còn cả bác sĩ đang đối mặt với nguy cơ mất mạng. Sau khi kết thúc phiên tòa, Ihan dẫn bị cáo chuẩn bị rời đi. Trong lúc nói chuyện biết được trong tay anh ta có một phần tài liệu. Ihan lập tức hỏi đó là thứ gì. Ki-tae nói lúc mình nói chuyện với viện trưởng đã lén ghi âm lại để đề phòng bất trắc. Ihan đang định tiếp tục hỏi nó đang ở đâu nhưng thời gian thăm nom đã kết thúc. Nhưng cũng không sao, dù gì ngày mai vẫn phải lên tòa lần nữa. Thông qua sự phối hợp và cảm hóa lần này, Ki-tae cuối cùng cũng hiểu được nghĩa vụ đối xử chân thành với người khác, cũng hy vọng sau này anh ta có thể trở thành người tốt. Bên này Suk Yang cũng có một cuộc trò chuyện với bảo mẫu vào đêm khuya. Theo lời kể của bảo mẫu, cô thường xuyên chứng kiến cậu bé bị bố ức hiếp, thế là cô mua một chiếc điện thoại tặng cho cậu bé.
còn chu đáo lắp một nút ghi âm ở mặt sau, rồi cẩn thận dặn dò cậu bé, chỉ cần tâm trạng của cha không tốt thì phải lập tức nhấn nút phím đó. Đó chính là nguyên nhân xuất hiện những đoạn ghi âm. Hơn nữa, cho đến khi cậu bé bị đưa đến bệnh viện trong đêm, người cha vẫn tỏ vẻ phiền phức, dường như không hề có chút tình cảm nào với con của mình. Ihan một mình về nhà vẫn chưa đi ngủ, bởi vì ngày nào anh cũng phải xem lại những bài học trả thù này. Nhưng đúng lúc này anh ta lại nhận được một cuộc gọi. Lúc anh ta vội vàng chạy đến, đã nhìn thấy ở đó có một cái thây, mở tấm vải trắng ra, không ngờ Kite đã hẹo. Ra tay nhanh như vậy khiến Ihan cảm thấy có một nguy cơ vô cùng lớn. Nguyên nhân Kite đang xuất chắc chắn không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn, mà Jin-gi cũng không khỏi dính líu đến vụ này. Theo các bác sĩ có mặt ở đó, nạn nhân bị hóa vàng bởi một kẻ khác đồng ý theo dõi anh ta. Hung khí là một chiếc bàn chải uính răng bị gãy. Hơn nữa tên sát nhân đã bị kết án tử hình 6 năm trước. Ihan đứng lặng người một bên không biết phải nói gì. Anh biết rất rõ đây là âm mưu của viện trưởng. Anh đã tính toán sai rồi. Nhưng đồng thời Ihan cũng hạ quyết tâm nhất định phải bắt Jin-gi trả giá đắt. Tin tức Kite bị bem rất nhanh đã lan truyền ra ngoài. Việc này khiến Jayden cảm thấy thật buồn cười. Nhưng anh ta cũng đã chú ý đến người đàn ông tên Ihan này. Trên bản tin Ihan công khai tuyên bố là luật sư của Kite. Anh chắc chắn sẽ khởi kiện bệnh viện của Jin-gi, cũng sẽ tìm ra chân tướng nguyên nhân người bị hại phải đang xuất khỏi trái đất. Những lời này khiến Jin-gi cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Ông ta lo lắng Ihan sẽ quay trở lại hạ gục chính mình. Cuộc khám nghiệm thây bắt đầu, các bác sĩ chụp ảnh khuôn mặt và các vết thương chí mạng rồi tiến hành lấy mẫu tiết canh. Cuối cùng đưa ra kết luận nguyên nhân vụ của nạn nhân là sốc do chảy tiết canh động mạch cảnh quá nhiều. Theo lời khai của bác sĩ, lúc đưa đến bệnh viện Kite đã trong tình trạng thoi thóp rồi. Anh ta có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng vì mất tiết canh quá nhanh mà đắp chiếu trên bàn mổ. Bên này Jayden đang tham gia tiệc với đám người Jin-gi. Cơ cấu bàn tay vinh quang sẽ giúp bệnh viện có được chứng nhận và tiến hành đầu tư vào vận động hành lang. Sự trợ giúp của Jayden sẽ là chìa khóa để bệnh viện của Jin-gi mở rộng ra nước ngoài trong tương lai. Sau bữa tối, Im Tae-moon yêu cầu con trai của Jin-gi thực hiện phẫu thuật tim cho mình. Mặc dù Jin-gi đã tích cực giới thiệu hệ thống robot phẫu thuật ngoại khoa của công ty, nhưng đối phương vẫn không yên tâm giao tính mạng mình cho một thiết bị cơ khí. Bên ngoài, bạn gái của Hyun-sung và Jayden lại đến gặp nhau. Hai người nói chuyện vui vẻ khiến Hyun-sung ở bên cạnh vô cùng khó chịu. Rõ ràng anh ta đã đi đến gần nhưng hai người vẫn tự nhiên như ruồi, còn hẹn sau này sẽ gặp lại nhau. Thông qua hành động này, không khó để nhận ra Yuna và Jayden đang có một mối quan hệ bí mật nào đó. Bên này, văn phòng của Ihan có rất nhiều người kéo đến, họ đều đến để vạch trần những hoạt động mờ ám của bệnh viện Bansuk, nhưng hầu hết đều là những lý do rất nực cười. Có những người đã ngừng thở vẫn không được lắp ống thở oxy, còn có người chỉ phẫu thuật cắt ruột thừa mà bị hủy hoại nhan sắc. Mặc dù bệnh viện đó rất mờ ám, nhưng vẫn cần đưa ra bằng chứng xác thực. Việc này khiến Ihan vừa tức giận vừa buồn cười. Mục đích của anh chính là thông qua những lời tố cáo, làm lãnh đạo cấp cao của bệnh viện phải ra sức ứng phó. Mặc dù đám người đó chỉ nói những chuyện vớ vẩn, nhưng chắc chắn sẽ có những nạn nhân thật sự đứng ra bảo vệ quyền lợi của mình. Cô gái này từng cắt bỏ khối u trung thất vào năm ngoái, và bệnh viện không thu bất kỳ khoản phí nào. Ihan nói trong trường hợp này họ cũng sẽ không nhận được nhiều tiền bồi thường. Ai ngờ cô gái không hề bị câm, cô nói thuốc mê đó hoàn toàn không có tác dụng, chỉ một lúc sau là cô đã tỉnh, nhưng cô thể lại không có cách nào động đậy. Cô cảm thấy mình giống như một con cừu non mặc cho người ta xâu xé, dù trong lòng gào thét muốn dừng phẫu thuật ngay lập tức nhưng cũng không thể phát ra tiếng được. Thế là một cô gái yếu đuối như cô, chỉ có thể chịu đựng cảm giác kim loại cắt vào da thịt vô cùng đau đớn. Cô từng là một ca sĩ sắp ra mắt với muôn ánh hào quang, bây giờ đến nói chuyện cũng khó mà mở miệng. Sau đó Ihan kiểm tra hồ sơ phẫu thuật, không ngờ ca phẫu thuật này là do Hyun-sung thực hiện. Bên này Jin-gi đang sắp xếp công việc cho cậu con trai Hyun-sung. Im Tae-moon chỉ đích danh muốn Hyun-sung làm phẫu thuật cho mình, nhưng kỹ thuật của anh ta ai cũng biết là chó cũng chê. Vậy thì chỉ còn cách tìm bác sĩ bóng ma thay thế. Suk Yang ở bên này đang tiến hành thẩm vấn hung thủ bem Kite. Hắn ta nói nguyên nhân bem người là vì trong lòng cảm thấy bất công. Dựa vào đâu mà Kite ăn tiền vẫn ung dung chỉ tay năm ngón, còn mình chỉ có thể phục tùng người khác. Nam Huyết Chon là đồng nghiệp cũ của Kite, vợ cũ của anh ta Jung Yoon Cheong làm giám đốc khoa điều dưỡng của bệnh viện Bansuk. Suk Yang hỏi anh ta tại sao lại muốn bem Park Kite. Anh ta nói dù sao mình cũng là một tử tù, bem vài người cũng không sao cả, cũng chẳng thay đổi được gì. Ihan đến bệnh viện nhờ cấp dưới cũ lấy được đồ dùng cá nhân của Park Kite, không ngờ vừa đi ra đến cửa lại chạm mặt Hyun-sung. Ihan hỏi Hyun-sung đã tìm được bác sĩ bóng ma mới chưa. Lúc này Jayden cũng xuất hiện, anh ta vừa nhìn đã nhận ra Ihan chính là người trên bản tin TV vài ngày trước. Sau khi vào thang máy, Jayden lập tức lệnh cho cấp dưới điều tra gia cảnh của Ihan. Anh ta muốn xác định một vấn đề, đó là có phải bệnh viện Bansuk thực sự có vấn đề hay không. Buổi tối, Hyun-sung vẫn cảm thấy khó chịu vì câu nói ban ngày của Ihan. Điều này khiến anh ta vô cùng tức giận. Sau đó anh ta nhớ đến bạn gái, nhưng Yuna lại nói rằng mình đang bận. Quả thật Yuna rất bận, bận hẹn hò với Jayden. Hai người thậm chí còn chạy lên lầu. Jayden uống một viên thuốc trước, sau đó đưa một viên thuốc khác cho Yuna. Đây là một viên thuốc có tên tự do.
Không lâu sau, Ihan nhận được cuộc gọi từ cấp dưới của Jayden, xin anh hãy đến đó một chuyến. Sau khi ký thỏa thuận bảo mật, Ihan đi vào trong phòng, không ngờ lại nhìn thấy Yuna tiết canh đầm đìa nằm trên giường. Jayden đứng bên cạnh nói anh ta biết chắc Ihan sẽ tới, sau đó xông đến túm lấy cổ áo của anh, nhưng chỉ vài giây sau cơ thể anh ta cũng mất kiểm soát rồi ngã ra giường. Jayden bảo Ihan cứu Yuna trước vì lúc cô ấy ngã bị dí đầu vào bàn, tình hình nghiêm trọng hơn mình. Jayden nói anh ta chỉ định phê pha một tí, ai ngờ uống quá say, trạng thái của Yuna không tốt nhưng vẫn còn ý thức. Sau đó Ihan bảo cấp dưới của Jayden mang máy chạy thận đến. Mặc dù bác sĩ gây mê ngoài cửa Đô Hiêng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao người ta cũng là đối tác VIP, vì thế ông ta không đạt được mục đích. Khi Suk Yang đang tăng ca thì nhận được một cuộc điện thoại, đối phương tố cáo có người đang ăn đường bằng mũi trên tầng cao nhất của bệnh viện Ban Suk. Suk Yang lập tức chuẩn bị xuất phát, bác sĩ gây mê cũng nói chuyện này cho Huynh Sung biết. Tình hình nghiêm trọng, Ihan lập tức phi kim vào cánh tay Yuna để dẫn tiết canh ra. Anh muốn dùng phương pháp chạy thận nhân tạo để loại bỏ hàm lượng mai thúy. Sau đó anh khởi động thiết bị rồi đứng im chờ hiệu quả. Đối với Jayden cũng vẫn dùng cách như vậy. Suk Yang đã lên tới nơi nhưng bảo vệ không cho họ vào. Cuối cùng cô quyết định xông vào, nói mọi hậu quả cô hoàn toàn gánh chịu. Ai ngờ cô vừa chuẩn bị xông vào thì Huynh Sung đã xuất hiện. Anh ta nghi ngờ bạn gái mình và Jayden đang ở chung, nên đã trực tiếp đưa nhóm người Suk Yang lên lầu. Biết tin có người đến kiểm tra, cấp dưới vô cùng hoảng loạn. Nếu để người ta phát hiện hai người hít mai thúy còn nằm chung thì tiêu đời mất. Anh ta xin Ihan tranh thủ thời gian cứu chữa, còn mình ra ngoài tìm cách ứng phó. Họ đã lên đến tầng thượng, Ihan vẫn đang không ngừng thao tác, bởi vì anh còn phải phối hợp một loại thuốc nữa mới có thể giúp hai người hồi phục. Sau đó Ihan mau chóng tiêm vào ven truyền. Thời gian cấp bách, cấp dưới vẫn đứng chặn ngoài cửa. Huynh Sung bảo bảo vệ đi lấy chìa khóa dự phòng. So với nhóm người công tố viên, anh ta còn sốt ruột hơn nhiều. Mấy hôm trước anh ta phát hiện bạn gái và Jayden có quan hệ không bình thường. Vì thế hôm nay nếu mở được cửa phòng của Jayden, chắc chắn sẽ biết được bí mật của bọn họ. Bên này Jin-gi cũng đang rất đau đầu, bởi vì hôm qua có một bệnh nhân tổn thương dây thanh quản khởi kiện họ. Mặc dù khả năng thắng kiện rất lớn, nhưng bây giờ doanh nghiệp đang trong giai đoạn gọi vốn nên không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Cô gái trong video vạch trần việc thuốc mê của bệnh viện không có tác dụng, nói bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật khi cô vẫn còn tỉnh táo. Việc này đã để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa trong trái tim cô. Điều khiến Jin-gi đau đầu hơn là hết làn sóng này lại đến làn sóng khác. Ông ta cũng nhận được điện thoại của bác sĩ gây mê, nói về việc vừa xảy ra ở tầng thượng lúc nãy. Jin-gi lập tức hạ lệnh tuyệt đối, không cho phép bất kỳ người nào xông vào phòng của nhà đầu tư Jayden. Nghe nói con trai mình cố chấp muốn vào, ông ta bảo bác sĩ gây mê đưa điện thoại cho anh ta. Ihan bên này cũng đang vô cùng sốt ruột, theo lý mà nói bây giờ họ đã phải tỉnh lại rồi, nhưng lúc này lại không hề có phản ứng gì. Thế là anh quyết định tiêm thêm một mũi thuốc nữa. Bác sĩ gây mê đưa điện thoại cho Huynh Sung, thấy điện thoại đang kết nối, cấp dưới của Jayden cố tình nói với Jin-gi ở đầu dây bên kia. Nếu Huynh Sung mở cửa cho cảnh sát, việc hợp tác giữa họ sẽ phải suy nghĩ lại, cũng sẽ không có cách nào cứu vãn. Bác sĩ gây mê cũng ra hiệu cho Huynh Sung từ từ nói chuyện với cha của mình. Không ngờ Huynh Sung không nói gì mà lập tức cúp máy. Anh ta nói bây giờ mình mới là ông trùm của tập đoàn Ban Súc, dù cha mình có đến cũng phải đứng qua một bên. Sau đó đám người xông vào bên trong, mọi người vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ tới Ihan lại xuất hiện trong phòng của Jayden. Jayden lúc nãy còn giống như con gà, dù bây giờ đã bình thản từ nhà tắm đi ra. Suk Yang nói thẳng mục đích họ đến đây. Jayden nói mình chỉ nhờ Ihan đến tư vấn pháp luật. Sau đó nhóm người của Suk Yang bắt đầu kiểm tra. Huynh Sung tiếp tục mỉa mai Ihan, nói anh còn muốn vi phạm pháp luật y tế sao? Còn nói mình chắc chắn sẽ tìm ra chứng cứ họ hít mai thúy. Sau khi lục soát một lượt, Suk Yang không tìm được gì cả. Nhưng sau đó cô lại phát hiện ra một lọ thuốc tiêm dưới gầm giường. Việc này chứng minh họ chắc chắn có bí mật. Ihan chạy vào nhìn thấy mọi chuyện, Suk Yang chất vấn rốt cuộc anh ở đây làm gì. Bên này Huynh Sung lại phát hiện ra một căn phòng bí mật, anh ta không rõ người phụ nữ của mình liệu có đang chờ ở phía sau hay không. Ai ngờ Huynh Sung vừa giơ tay định mở cửa thì bị Jayden gọi ra ngoài. Anh ta cảnh cáo Huynh Sung nếu dừng lại thì anh ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ihan nói bây giờ cũng không đủ để giải thích chuyện gì cả, nhưng việc anh làm không phải chuyện xấu. Hành động của anh ta đều là vì muốn trả thù cho Sốc Du và cuộc đời của những con người bị phá hoại. Rõ ràng Suk Yang không hề muốn nghe những lời này, nói xong cô muốn ra ngoài vạch trần tất cả mọi chuyện. Nhưng Ihan lại nói Sốc Du là bị người ta hóa vàng. Sự cố y tế của viện trưởng Jin-gi, bác sĩ gây mê Đô Hiêng và chuyên gia truyền dịch tuần hoàn ngoài cơ thể dâu trông Huynh, ba người này mới là thủ phạm chính khiến em trai Suk Yang đắp chiếu. Suk Yang vô cùng phẫn nộ, không biết người đàn ông trước mặt đang nói nhảm cái gì. Cô cho rằng tất cả đều là Ihan đang giở trò để bao biện cho mình. Ihan không muốn giải thích gì cả, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là nếu bây giờ anh ta bị bắt, mọi sự chuẩn bị suốt 5 năm qua đều sẽ trở nên vô nghĩa. Còn em trai cô cũng sẽ mãi mãi không thể yên lòng nhắm mắt. Nhìn thấy hoa tai của bạn gái, Huynh Sung không thể ngờ cô lại đang nằm trong tay Jayden. Xem ra bí mật của cô và Jayden không thể chối cãi. Jayden nói anh ta có bản lĩnh thì mở cửa ra xem. Nếu Yuna thật sự ở trong đó, e là hai bên đều không dễ dàng kết thúc. Hậu quả gây ra tên nhóc như cậu có thể gánh nổi không? Xem ra cái sừng này đúng là đang cắm trên đầu mình. Đáng giận là Huynh Sung còn không dám bẻ nó xuống.
Chuyện đã đến nước này, đám người Huynh Sung cũng chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Trước khi đi, Jayden vẫn không quên dọa nạt nói rằng sẽ nói chuyện tử tế với cha của Huynh Sung. Sau khi bọn họ rời đi, Ihan theo Jayden đi vào một căn phòng bí mật. Tình hình của Yuna đã ổn định, Jayden cảm ơn Ihan, nhưng Ihan lại uýnh anh ta một phát. Hóa ra tất cả những việc vừa xảy ra đều là kế hoạch của Jayden. Đầu tiên anh ta hẹn Yuna và cho cô dùng thuốc. Khi Ihan định tiêm thuốc lần nữa thì anh ta giả vờ tỉnh táo ngăn cản. Sau đó dùng thân phận người tố cáo bảo cấp dưới gọi điện thoại cho Suk Yang. Mọi chuyện đều là để thăm dò bản lĩnh của Ihan, cũng là dùng tính mạng của mình ra uýnh cược, xem Ihan có giúp mình không. Nhưng dù là như vậy, Ihan cũng không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài. Từ khi ký bản hợp đồng trong thang máy, anh đã trở thành luật sư của Jayden rồi. Huynh Sung quay trở về không thể kìm nén được cơn giận trong lòng, phá nát toàn bộ đồ đạc trong phòng, gọi điện thoại cho bạn gái vẫn chưa được, thế là anh ta cầm cây gậy đánh gôn lên chuẩn bị ra ngoài trả thù. Không ngờ lúc này cha của anh ta lại đi đến. Jin Gi giận tím người, đứa con trai ngu ngốc của mình đã suýt nữa giao đối tác kinh doanh của ông ta vào tay cảnh sát. Nhưng Huynh Sung lại nói lúc nãy Ihan cũng có ở đó, chứng tỏ hai người chắc chắn có bí mật gì đấy. Jin Gi bảo con trai cứ giả vờ như không biết là được và cũng đừng lo mấy chuyện khác, dù gì cũng là chuyện xảy ra trong bệnh viện của mình, nếu đào sâu bản thân cũng sẽ không có lợi ích gì. Hơn nữa công tố viên Suk Yang còn là kẻ đối đầu của bệnh viện, vẫn nên dừng tay trước thì hơn. Jayden nói mình không biết rõ chỗ này nên cần một luật sư hỗ trợ kiện cáo. Vì thế Ihan, người hiểu rõ Jin Gi như lòng bàn tay, chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Nhìn lại chuỗi sự kiện vừa rồi, Ihan quả thật cũng có chút bản lĩnh. Để báo đáp, Jayden sẽ tìm cách khôi phục giấy phép hành nghề bác sĩ cho Ihan. Nhưng anh cũng nói thẳng, nếu còn để mình phát hiện Jayden tự ý dùng thuốc sẽ tiến hành xử phạt không lưu tình. Bên này vụ án cô gái tố cáo thuốc gây mê không hiệu quả làm Jin Gi rất đau đầu, cũng đã bước vào quá trình thẩm tra xử lý. Phía bệnh viện định dùng 1 tỷ won để bịt miệng gia đình nạn nhân. Mẹ cô gái rất kinh ngạc, cả đời này bà ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Điều kiện cũng rất đơn giản, ngoài bịt miệng ra, phía bệnh viện còn yêu cầu gia đình nạn nhân rút đơn kiện, đồng thời xóa bỏ video trình báo đã đăng tải lên mạng. Bên này một bác sĩ trong bệnh viện đang rất rối rắm, nghe lời buộc tội của cô gái trong video, rồi xem thông báo của tòa án yêu cầu nhân chứng có mặt không biết phải làm thế nào. Bên phía bệnh viện căn bản không chịu thừa nhận việc thuốc mê không hiệu quả, còn tố cáo ngược rằng cô gái đang nói dối, cuối cùng yêu cầu cô gái ra tòa thanh minh. Cô gái nói trong lúc phẫu thuật mình đau đớn tột cùng, cảm giác như sắp hẹo đến nơi. Vậy mà bây giờ bệnh viện lại không chịu thừa nhận lỗi của mình. Số tiền này cô chắc chắn không cần. Thấy không thể thuyết phục được bệnh nhân, luật sư của đối phương lại chuyển mục tiêu sang người mẹ, nói con gái cô bây giờ nói còn không ra hơi, số tiền này đủ để họ không phải lo cái ăn cái mặc suốt nửa đời còn lại. Dù có không hiểu chuyện thì cũng không nên từ chối tiền như vậy chứ. Cô gái cầu xin mẹ tuyệt đối đừng nhận tiền, nhưng luật sư lại nói, một mình mẹ cô nuôi cô không dễ dàng gì. Bây giờ cô không nói được, cuộc sống càng khó khăn hơn, cũng nên để mẹ được nghỉ ngơi chứ. Ai ngờ mẹ của cô gái lại vô cùng kiên định từ chối hòa giải với đối phương. Cuộc đời nên do bản thân mình kiểm soát, sai lầm của ai thì phải để người đó chịu trách nhiệm. Số tiền này quả thật rất nhiều, nhưng bà sẽ không lấy sự trong sạch của con gái mình ra đổi. Luật sư vẫn ra sức thuyết phục nhưng người mẹ không hề lay động, thậm chí còn đẩy tiền ra chỗ khác. Nếu đã như vậy thì chỉ đành gặp nhau ở tòa thôi. Trước khi đi, luật sư còn buông lời đe dọa, hy vọng cả nhà họ sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Trên xe, luật sư nhận được điện thoại của điều tra viên. Đối phương nói mình đã nắm chắc tình hình của bệnh nhân, đây chính là chìa khóa quan trọng để thắng vụ kiện. Sau khi quay về, bác sĩ gây mê và những người khác bắt đầu bàn bạc. Luật sư đề nghị nhân chứng Do Cung Su đi nơi khác để tránh sự chú ý. Chỉ cần anh ta không xuất hiện ở tòa, vụ kiện này họ chắc chắn sẽ thắng. Buổi tối, Cung Su đến tìm Do Hyung nói muốn ra tòa giải thích một chút, như vậy cũng có thể cầu xin người nhà bệnh nhân tha thứ. Ai ngờ Do Hyung mắng anh ta xối xả một trận, uy hiếp nếu anh ta dám làm trái lời của bệnh viện sẽ thu hồi giấy phép hành y, việc anh ta cần làm chỉ là đừng ra mặt làm chứng là được. Nếu vụ này làm tốt sẽ đưa anh ta lên vị trí chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực. Cung Su vừa đi vừa nghĩ, ai ngờ lúc anh ta đang nhận điện thoại lại có một người xuất hiện phía sau. Hôm nay là ngày mở phiên tòa vụ án, quả nhiên Cung Su đã không ra tòa làm chứng. Việc này khiến luật sư của bệnh viện thở phào nhẹ nhõm. Luật sư của bị cáo cho rằng việc bệnh nhân tỉnh dậy sau khi gây mê hoàn toàn là tưởng tượng ra, còn nói Ihan là một luật sư có vết nhơ nên những lời anh nói căn bản không đủ để người khác tin tưởng. Về tính chuyên nghiệp của gây mê, sẽ tốt hơn nếu nhân chứng Do Hyung đích thân miêu tả lại. Sau đó Do Hyung lên tiếng giải thích, việc tỉnh dậy sau khi gây mê trong giới y học trước giờ chưa được coi là sự cố y tế, nói trắng ra đây chỉ là giả định. Ông ta đã làm nghề hơn 20 năm cũng chưa từng gặp trường hợp nào thế này. Ihan lập tức chứng minh, sau quá trình điều tra trong nước xác nhận trong 1.000 bệnh nhân gây mê, thì có một người đã trải qua cảm giác thức tỉnh. Để tăng thêm tính xác thực, Ihan yêu cầu cô gái kể lại tình hình hôm đó. Cô gái nói mặc dù cơ thể mình không thể động đậy được nhưng ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Còn nói bác sĩ cắt từ khí quản lên đến phần bụng trên, cảm giác đau đớn và sợ hãi đó cả đời này cô cũng không thể quên được. Sau khi phản hồi, bệnh viện không hề quan tâm yêu cầu của cô, mãi đến lúc khởi kiện họ mới lấy tiền ra để bịt miệng. Phiên tòa bỗng trở nên ồn ào, nếu không phải là chột dạ thì tại sao phải đưa cho họ 1 tỷ chứ?
Còn về nguyên nhân từ chối, cô gái nói bệnh viện yêu cầu cô xóa video tố cáo và thừa nhận mình lan truyền tin đồn thất thiệt, nhưng cô khẳng định chắc chắn mình tuyệt đối không nói dối. Đến luật sư của bị cáo phản biện, đầu tiên bà ta bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến cô gái, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng lật mặt, nói cô gái là một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng. Y Han lập tức phản đối nói rằng đây là một sự sỉ nhục, nhưng luật sư nói đây không phải là lời nói suông mà có bằng chứng đàng hoàng xác thực. Tiếp theo luật sư mở một đoạn video ra, đây là buổi phát trực tiếp của cô gái diễn ra vào năm ngoái. Đoạn đầu còn rất bình thường, nhưng đoạn sau lại như phát điên nói rằng trong nhà có ma. Hành động điên rồ và kỳ lạ như vậy khiến sự việc bất ngờ chuyển hướng. Hơn nữa trong đoạn video, chính miệng cô gái còn nói gần đây mình thường xuyên nhìn thấy một số thứ kỳ lạ. Điều này càng củng cố hơn giả thuyết cho rằng cô gái mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Cô gái hét lên nói chứng hoang tưởng của mình đã được điều trị khỏi từ lâu. Luật sư lập tức nắm vào điểm yếu này rồi tiếp tục đào sâu. Chứng hoang tưởng khó mà hồi phục hoàn toàn vì thời gian thực tập sinh kéo dài, áp lực có thể khiến căn bệnh tái phát. Vì thế lời khai của cô gái không thể là cơ sở để chứng minh cô đã khỏi bệnh. Có vẻ kết cục của phiên tòa đến đây đã xác định, Y Han cũng không biết phải biện hộ thế nào nữa. Cuối cùng luật sư bị cáo vẫn không quên nói khéo cho bệnh viện của mình. Cô ta đại diện cho toàn thể nhân viên bệnh viện Ban Súc, bảo đảm sẽ giúp cô gái điều trị đến khi hồi phục, cũng sẽ sử dụng thiết bị và đội ngũ tốt nhất để cô có thể lần nữa bước lên sân khấu, thỏa mãn đam mê ca hát. Viện trưởng, bệnh nhân VIP đến rồi, cô gái bỗng nhiên hét lên. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng những lời này của cô gái lại đẩy không khí phiên tòa lên cao trào. Cô gái cười lớn nói rằng mình không thể quên, cô nghe thấy rất rõ. Trong lúc phẫu thuật có người thông báo bệnh nhân VIP đến, sau đó bác sĩ mổ chính lập tức rời đi. Cuộc nói chuyện của họ cô cũng đã nghe thấy toàn bộ. Sau khi nói chuyện xong, bác sĩ điều trị chính vội vàng đi gặp bệnh nhân VIP. Luật sư lập tức phản đối nói tất cả đều là tưởng tượng, hoàn toàn không đủ độ tin cậy. Cô gái gần như sụp đổ, dù cô có cố gắng nói ra sự thật, thì vị luật sư vô tâm này vẫn có đủ lý do để phản bác cô. Thấy sắp thua kiện, Y Han mời ra một nhân chứng, người này chính là Cung Su, bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật chính cho cô gái. Cung Su thừa nhận mình là bác sĩ ma, cũng chính là bác sĩ phẫu thuật cho cô gái. Anh ta làm như vậy chẳng khác nào tự diệt tương lai tiền đồ của mình. Nhưng xem ra anh ta vẫn chưa đến mức mất lương tâm. Tiếp theo anh ta nói mình bị người khác uy hiếp, người đó chính là bác sĩ gây mê Do Hyung. Lúc đó anh ta cố tình kéo dài thời gian không muốn phẫu thuật nhưng bị Do Hyung chỉ trích bởi vì rõ ràng người nhà bệnh nhân không biết chuyện này, nhưng Do Hyung không ngừng thúc giục vì thế anh ta chỉ đành làm theo. Anh ta hiểu ca phẫu thuật này không khó, chỉ cần mình làm tốt là được, nhưng cuối cùng lại phạm phải một sai lầm chí mạng, đó là tính toán sai vị trí khối u. Lúc đó anh ta đã nhiều lần đề nghị kiểm tra lại tình hình khối u, nhưng Do Hyung lại dùng quyền cấp trên gây áp lực, yêu cầu anh ta phải kết thúc ca phẫu thuật trước khi người nhà bệnh nhân phát hiện ra. Nhưng lúc này cô gái đã tỉnh lại, thế mà tên khốn Do Hyung lại làm ra một việc tán tận lương tâm. Ông ta biết rõ bệnh nhân đã khôi phục ý thức nhưng vẫn cưỡng chế khép mắt bệnh nhân lại. Sau đó mọi người vẫn tiến hành phẫu thuật. Cung Su không ngừng xin lỗi, nói mình đã không chụp CT trước khi phẫu thuật, trong trường hợp biết rõ sẽ xảy ra sai lầm lại không giữ vững ý chí. Nói xong anh ta thành khẩn xin lỗi một lần nữa. Y Han hỏi anh ta có viết tên mình vào mục bác sĩ phẫu thuật chính trong hồ sơ không. Cung Su nói mình bị luật sư ngăn cản nên mới không viết. Đối với hành vi phẫu thuật thay này có thể bị phạt tò 3 năm trở xuống. Y Han kết thúc việc đặt câu hỏi. Sau đó tòa án tạm dừng phiên tòa để hội thẩm, nhận được lời xin lỗi của Cung Su, mẹ bệnh nhân cũng tha thứ cho anh ta. Sau khi phiên tòa tiếp tục, thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo lời khai của Cung Su và lời trình thuật của bệnh nhân, có thể kết luận việc xảy ra trong phòng phẫu thuật là sự thật. Về việc làm giả hồ sơ bệnh án và bác sĩ ma thay thế phẫu thuật, mặc dù chưa đủ bằng chứng, nhưng bị hại đã bị thương do sơ suất y tế, đây là điều không thể chối cãi. Vì thế bệnh viện phải chịu toàn bộ chi phí phẫu thuật tuyến giáp và chi phí phục hồi sau phẫu thuật, đồng thời phải bồi thường 100 triệu won cho bệnh nhân. Sau khi ra khỏi tòa án, luật sư phía bệnh viện vẫn không phục, dù sao vụ bác sĩ ma cũng chưa thực sự gây ra ảnh hưởng gì, nhưng Súc Yang vẫn chưa có ý định kết thúc. Cô quyết định khởi kiện bệnh viện Ban Súc, lý do khởi kiện là cố ý hại người khác. Bác sĩ dùng dao phẫu thuật mổ cơ thể bệnh nhân, nhưng lại tùy tiện rời khỏi phòng phẫu thuật, đây không phải là muốn bệnh nhân hẹo sao? Như vậy không phải cố ý hại người khác thì là gì? Người mà Súc Yang muốn khởi kiện chính là bác sĩ phẫu thuật ban đầu Huynh Sung. Việc này làm Jin Gi rất tức giận. Ông ta không thể ngờ vụ án vốn đã nắm chắc phần thắng, lại lộn ngược dòng dồn mũi tên vào con trai mình. Buổi tối, Súc Yang đến bệnh viện nhỏ mà Y Han tự mở. Nhìn mạng lưới quan hệ mà Y Han đã điều tra mấy năm nay, hơn nữa tiền bối Baek Gang Ho cũng nằm trong số đó. Súc Yang không tin tiền bối của mình cùng một phe với Jin Gi, nhưng thực tế chính là như vậy. Vào thời điểm Y Han bị bắt 5 năm trước, hắn ta cũng đã để lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Là một công tố viên, Gang Ho lại chỉ thúc giục anh ta nhận tội và còn đổ lỗi cho rằng Sốc Du Hẹo lên đầu anh, còn hoàn toàn phớt lờ việc anh bị phạm nhân hành hung trong nhà giam. Chuyện đã đến nước này nhưng Súc Yang vẫn không dám tin, cô cho rằng Gang Ho tuyệt đối không phải là người như vậy. Sau đó cô chất vấn Y Han rốt cuộc còn có bí mật gì nữa.
5 năm trước Ihan cũng chính là một bác sĩ ma, anh thay thế người khác thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật cho bệnh nhân VIP. Để con trai viện trưởng có thể thuận lợi thăng chức, anh vẫn luôn giữ vững thành tích cho hắn ta. Đổi lại ca phẫu thuật của Sốc Du có thể do chính tay anh tiến hành. Nhưng vào ngày cấy ghép cho Sốc Du, trùng hợp có một bệnh nhân VIP được đưa đến bệnh viện. Vì thế trong tình trạng Ihan không hề hay biết, trái tim của Sốc Du đã bị đem đến cho bệnh nhân VIP đó. Tất cả chuyện này đều là âm mưu của Jin Gi. Nghe đến đây cuối cùng Suk Yang đã biết được bí mật suốt 5 năm qua. Trong bữa tiệc bên này, Yuna đã được công bố trở thành giám đốc của trung tâm nghiên cứu Ban Suk. Thấy người yêu xinh đẹp như vậy, Huyên Sung bỗng nhiên cảm thấy cái sừng trên đầu lại đau nhói. Anh ta nói muốn xem hoa tai của Yuna. Cô có chút hoảng loạn nhưng vẫn vén tóc lên theo yêu cầu của anh ta. Không ngờ là chiếc hoa tai vẫn còn ở đó. Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc đó nó đã bị Jayden lấy đi rồi mà. Sau đó Yuna rời đi, lẽ nào anh ta lại bị Jayden giỡn mặt hay sao? Thực ra Jayden không hề lừa Huyên Sung, bởi vì sự lãng mạn mà anh ta dành cho Yuna, anh ta có nghĩ mấy kiếp cũng không ra được, không chỉ vẽ tặng cô một bức chân dung mà còn mua một đôi hoa tai giống hệt Huyên Sung tặng. Yuna cũng chìm đắm trong sự lãng mạn này mà hoàn toàn ném Huyên Sung ra phía sau. Sau vụ kiểm tra phòng lần trước, Jin Gi cảm thấy rất có lỗi với người đầu tư giá trị cao này, thế là ông ta đích thân đưa con trai đến gặp Jayden để xin lỗi. Nhưng Jayden không quan tâm, anh ta chỉ có một yêu cầu, đó là cấp lại chứng chỉ hành nghề y cho Ihan. Về phần lý do thì không thể trả lời. Huyên Sung không ngờ cha mình lại đồng ý, nhưng trong lòng Jin Gi cũng đã có dự tính. Ông ta cho rằng thực lực của Ihan hiện giờ chưa đủ để tạo nên sự uy hiếp gì lớn. Ông ta tuyệt đối sẽ không để Ihan được cầm dao phẫu thuật thêm một lần nào nữa. Suk Yang lại đến hỏi Huyết Chon hung thủ hóa vàng Kite, nhưng anh ta nói nếu không được gặp Ihan thì sẽ không nói bất cứ điều gì cả. Anh ta đã nghe nói về vụ kiện của bệnh nhân nữ kia. Vì thế anh ta cho rằng chỉ có Ihan mới có thể bào chữa cho mình. Anh ta muốn xin phúc thẩm lại vụ án 6 năm trước. Chỉ cần phúc thẩm thành công, anh ta sẽ khai ra toàn bộ bí mật của bệnh viện Ban Suk. Jayden là người phụ trách chi nhánh châu Á của Glory Head, đồng thời cũng là nhà đầu tư lớn nhất của công ty Ban Suk. Hơn nữa anh ta còn dùng mọi thủ đoạn để tiến hành thu mua. Mặc dù danh tiếng không tốt nhưng Ihan cho rằng đây là một cơ hội, bởi vì đối phương đã đồng ý giúp anh khôi phục giấy phép hành nghề y, đồng thời cũng cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện nhỏ của anh. Đây chính là mấu chốt quan trọng để anh có thể vực dậy chiến đấu. Sau đó Ihan đến tìm y tá trưởng Dâu Trông Huyên. Cô ta là một trong ba thủ phạm hóa vàng Sốc Du, cũng là vợ cũ của Huyết Chon. Trông Huyên nói Ihan mới là hung thủ, vậy mà còn dám đến đây khiêu khích. Mục đích Ihan đến đây rất đơn giản, đó là nói cho cô ta biết chồng cũ Huyết Chon của cô ta đã hóa vàng Kite. Rất rõ ràng Trông Huyên không hề hay biết chuyện này, cô ta nói chồng cũ hại người từ 6 năm trước hay bây giờ đều chẳng liên quan gì đến mình. Ihan lập tức nhắc đến con của họ, con của Trông Huyên 11 tuổi đã mắc bệnh cơ tim phì đại, nhờ có Jin Gi cung cấp thuốc điều trị miễn phí mới có thể kéo dài tính mạng. Nhưng sau đó cậu đã xuất hiện tình trạng kháng thuốc, việc này khiến bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Vì thế hiện giờ con của cô ta đang nằm trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Ban Suk. Mục đích của Ihan rất đơn giản, ngày mai anh sẽ đến phòng thẩm vấn Huyết Chon. Anh muốn cô ta thuyết phục Huyết Chon nói ra sự thật, đổi lại anh sẽ cứu sống con trai của cô ta. Ihan đến gặp Huyết Chon như đã nói, nhưng đối phương yêu cầu nói chuyện riêng với anh. Ai ngờ Suk Yang vừa ra ngoài, Huyết Chon đã nhảy lên đè Ihan xuống, cầm vũ khí nhọn ra sức chưởng vào cổ anh. Ihan vừa chống cự vừa hét lên tên của con trai anh ta, nói mình có thể cứu sống cậu bé, chỉ cần anh ta đồng ý khai ra sự thật vụ án 6 năm trước là được. Nhưng Huyết Chon đã hết kiên nhẫn, không ngừng chất vấn Ihan tại sao biết bệnh tình của con mình, nghe việc phải chờ rất lâu mới cứu được con trai. Hy vọng mong manh khiến anh ta càng thêm điên cuồng. Ihan dần không thể chống đỡ, cổ cũng đã bị cắt một vệt dài. Không ngờ Suk Yang đột nhiên hét tên người vợ cũ, Trông Huyên quả nhiên đã xuất hiện. Cô ta bảo Huyết Chon hãy dừng tay lại, nếu không con trai sẽ càng nguy hiểm hơn. Huyết Chon thực sự sắp phát điên rồi, bởi vì trước đó cấp dưới của Jin Gi đã uy hiếp anh ta phải hóa vàng Kite và Ihan. Nếu thành công, con trai anh ta sẽ được tiến hành phẫu thuật ghép tim giữ lại mạng sống, còn không thì sẽ phải đắp chiếu. Hơn nữa đối phương còn cung cấp vũ khí bằng đá để tránh bị máy dò kim loại phát hiện. Nhưng bây giờ Ihan lại nói có thể cứu con trai của anh ta, rốt cuộc anh ta phải lựa chọn thế nào đây? Nhân lúc Huyết Chon đang phân tâm, Ihan đẩy anh ta sang một bên, thoát khỏi nguy hiểm. Xem ra khi đó Ihan nói không sai, chính viện trưởng đã xúi dục Huyết Chon bem Kite. Nếu lúc nãy anh ta thực sự hóa vàng Ihan thì con trai của họ cũng hết đường cứu chữa. Ihan cũng coi như đã lập lời hứa, nhưng muốn cứu người thì phải phẫu thuật. Nhưng bây giờ ngay cả giấy phép hành nghề anh cũng không có, xem ra vẫn cần sự giúp đỡ của Jayden. Kế hoạch của Jin Gi không thành công khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu. Xem ra tên Huyết Chon muốn phải rồi, phải cho anh ta biết tay mới được. Jin Gi quả thật là một con cáo già, ông ta lập tức đến gặp con trai của Huyết Chon. Nhìn có vẻ là đang kiểm tra tình hình sức khỏe cho cậu bé, nhưng thực chất là đang uy hiếp cha mẹ cậu. Ông ta tăng liều lượng thuốc lên cao hơn, không hề quan tâm đến tác dụng phụ của tính kháng thuốc. Mục đích của ông ta là làm chậm tốc độ phì đại của tim, từ đó giảm sức đề kháng cho ca ghép tim sắp tới. Trông Huyên đi tới thấy vậy hiểu rõ đây là lời cảnh cáo của Jin Gi. Ihan và Suk Yang đến nhà Jayden. Đầu tiên Suk Yang lấy ra lọ thuốc mà cô tìm được hôm đó. Cô biết giữa
Ethan và Jayden có bí mật, nhưng cô càng muốn biết tại sao Jayden lại muốn kéo mình vào việc này. Việc Jayden muốn rất đơn giản, nếu giá cổ phiếu của Bansuk càng giảm mạnh, anh ta càng có được nhiều cổ phần hơn. Nếu hai người có thể điều tra ra hành vi sai trái của bệnh viện Bansuk thì đây chính là sự giúp đỡ rất lớn đối với Jayden. Đối với Ethan và Suk Young, đây cũng là một cơ hội trả thù hoàn hảo. Sau đó anh ta nâng ly rượu lên, chúc lần hợp tác này sẽ thành công mỹ mãn. Bên này Huyên Sung đang rất khó chịu, cũng tại tên khốn Cung Su ra tòa làm chứng, nên bây giờ anh ta mới bị chụp lên người tội danh cố ý hại người. Luật sư nói bệnh viện sẽ sa thải Cung Su, nhưng Huyên Sung không muốn chỉ như vậy, nhất định phải khiến cậu ta chịu chút giày vò mới được. Một lệnh điều động làm Cung Su mất đi chức vụ vốn có. Ngay cả đồ dùng cá nhân cũng bị lục tung lên dưới danh nghĩa điều tra. Nhưng anh ta không biết đây mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Hôm nay Ethan cũng rất xúc động vì Jayden đã thực hiện lời hứa giúp anh khôi phục lại giấy phép hành nghề. Cũng có nghĩa là anh có thể thực hiện phẫu thuật. Sau đó phóng viên đến tìm Ethan, đồng thời cung cấp cho anh một phần tài liệu điều tra. Đây là tài liệu điều tra liên quan đến đại sứ Im Tae-moon. Theo điều tra, Tae-moon thường xuyên dùng thuốc hạ huyết áp kháng sinh môi trường. Thứ này chỉ có người từng cấy ghép nội tạng mới dùng đến. Về vị trí phát hiện, nó nằm trong thùng rác dưới lầu nơi đại sứ Tae-moon ở. Để cảm ơn, Ethan cũng cung cấp cho phóng viên một tin tức độc quyền. Đó là viện trưởng Jin-gi đã sử dụng huyết tròn để hóa vàng Kite. Nếu có bằng chứng xác thực, tin tức này sẽ gây rúng động cả giới y học. Ngoài ra con trai của huyết tròn mắc bệnh cơ tim phì đại. Nếu Ethan có thể thành công cứu cậu bé thì huyết tròn cũng sẽ khai ra toàn bộ sự thật trước tòa. Nhưng vấn đề là trong nước chưa có ai từng thực hiện loại phẫu thuật này. Anh cần phải tìm một trợ thủ đắc lực. Về phần trợ thủ là ai, trong lòng Ethan từ lâu đã có đáp án. Bên này Cung Su bị điều tới vị trí mệt mỏi nhất. Hơn nữa Huyên Sung còn không cho anh ta phối hợp với đồng nghiệp. Hầu hết công việc đều do anh ta tự mình làm. Cung Su đã đổ đầy mồ hôi nhưng anh ta không được tạm dừng nghỉ ngơi. Thậm chí bị bệnh nhân tát vào mặt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cuối cùng anh ta mệt quá ngủ gật trên bàn mổ. Đây chính là điều mà Huyên Sung muốn nhìn thấy. Cung Su bị Huyên Sung mắng chửi một trận, đồ đạc cũng bị ném xuống đất. Nghề nghiệp khiến người ta nở mày nở mặt đó, bây giờ lại trở thành một gánh nặng tâm lý. Đúng lúc này ông già Jin-gi đã xuất hiện. Ông ta nói mình sẽ bỏ qua chuyện cũ, đồng thời sẽ cho anh ta thăng chức. Dù là chức trưởng khoa lồng ngực cũng không thành vấn đề. Nhưng ông ta có một điều kiện quan trọng nhất, đó là từ nay cắt đứt mọi liên lạc với Ethan. Đây là cơ hội cuối cùng mà ông ta cho Cung Su. Bên này Suk Young cũng nói cho Gang Ho biết về vụ quá khích của Huyết Tròn hôm qua. Đúng như dự đoán, quả nhiên Gang Ho đã từ chối lời thăm dò của cô. Nghe Gang Ho nói đừng làm lớn chuyện hơn nữa, cô càng thêm nghi ngờ hắn ta chính là đồng bọn của Jin-gi. Nhưng như vậy cũng không sao cả. Suk Young chỉ có một yêu cầu, đó là cho phép cô dùng thân phận công tố viên tham gia phiên tòa xét xử Huyết Tròn. Gang Ho chỉ đành đồng ý. Bên này Yuna đang làm thí nghiệm thuốc. Sau khi tiêm loại thuốc mới vào chuột bạch 2 tuổi, rõ ràng độ linh hoạt của chúng đã tăng lên rõ rệt, đồng thời cũng xuất hiện dấu hiệu trẻ hóa. Tương lai bệnh Alzheimer cũng có thể chữa khỏi nhờ lại thuốc này. Nhưng vừa nghe chu kỳ dùng thuốc là 14 ngày, Yuna đã quyết định tăng liều lượng và thời gian quan sát lâm sàng. Mặc dù cấp dưới đã nói đây là ý của viện trưởng Jin-gi, nhưng cô ta vẫn lệnh cho anh ta làm theo ý mình. Biết được chuyện này, Jin-gi không phản đối mà chỉ nói Yuna sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Bệnh cơ tim phì đại cần phải có khả năng cắt chính xác cơ tim phì đại, vì thế độ khó của ca phẫu thuật này rất lớn. Gánh nặng tâm lý trong lòng Ethan rất lớn. Bác sĩ bảo Huyết Tròn hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì viện trưởng lúc nào cũng có thể lấy mạng con anh ta. Đầu tiên Ethan luyện tập trên trái tim lợn, nhưng anh vẫn chưa chắc chắn lượng phải cắt bỏ là bao nhiêu. Vì thế phải nhờ một trợ lý đến hỗ trợ. Tối hôm đó, Jin-gi lại uy hiếp trông Huyên. Đối với ông ta, trái tim người không khác gì tim lợn. Những quyết định không thể thực hiện trên người thì có thể tùy ý làm với lợn. Ông ta chuẩn bị đặt máy tạo oxy xoa bóp lên người con trai cô ta. Chỉ cần có trái tim thích hợp, ông ta sẽ lập tức phẫu thuật cho cậu bé. Về việc lấy tim ở đâu, Jin-gi cũng đã đưa ra đáp án. Ông ta nói hai ngày trước có một người đàn ông lái mô tô bị thương đã đồng ý hiến nội tạng. Dù người này có thể sống nhưng ông ta vẫn sẽ vì cậu bé mà đổi lấy trái tim. Đúng là xấu xa đến tận xương tủy. Ethan đưa thuốc cho Suk Young xem và nói Im Tae-moon có thể đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Suk Young bắt đầu nghi ngờ. Không lẽ chính ông ta đã lấy đi trái tim của Sok Ju sao? Nhưng bây giờ Ethan vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Ethan nói mình sẽ tiếp tục điều tra, bảo Suk Young cũng theo dõi nhất cử nhất động của Baek Gang Ho. Hôm nay là ngày Ethan và Jin-gi gặp nhau, là luật sư tất nhiên Ethan cũng phải đi cùng thân chủ đến đó. Jayden không quan tâm anh có quýnh Jin-gi ngay khi vừa gặp mặt không. Sau khi đi vào phòng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Ethan nói cảm ơn Jin-gi vì món quà lần trước, nhưng hôm nay anh muốn trả nó lại. Sau đó Ethan chậm rãi đi đến bên cạnh Jin-gi, rồi kề con dao hôm đó Huyết Tròn dùng để tấn công mình lên cổ ông ta. Đây chính là quà anh muốn tặng cho con cáo già này. Jin-gi nói nếu Ethan có bản lĩnh thì cứ ra tay đi. Nếu muốn dùng cách này để trả thù thì Ethan đã không tốn đến 5 năm rồi. Huyên Sung tức giận hét lên, nói nhất định Ethan sẽ phải trả giá đắt. Ethan không hề sợ hãi, bởi vì một khi điều tra lai lịch của con dao này, Jin-gi cũng sẽ no đòn. Jayden thật lòng hỏi thăm có cần đến bệnh viện băng bó trước không? Bên này Suk Young đến viện kiểm sát quận phía Nam.
Cô phát hiện nhiều năm trước trong một vụ án mà Baek Gang-ho từng phụ trách, rõ ràng thủ phạm đã bị giam giữ nhưng Gang-ho lại đóng dấu vô tội. Việc này nhất định có điểm nghi vấn, thế là cô chụp lại toàn bộ ghi chép. Bên này tổ chức của Jaden và công ty của Jin-gi chuẩn bị ký kết hợp đồng, nhưng có một điều khoản trong đó khiến anh ta không hài lòng lắm. Chỉ 100 triệu đô la Mỹ phí bồi thường vi phạm là quá ít, không thể khiến đôi bên hoàn toàn tin tưởng nhau. Thế là Jaden đề nghị đổi thành 1 tỷ đô la. Luật sư khuyên Jin-gi hãy suy nghĩ thật kỹ, 1 tỷ đô la là hơn 1.000 tỷ won, nếu xảy ra chuyện thì dù có dốc hết vốn cũng không thể bồi thường nổi. Xem ra lần này Jaden chơi lớn rồi, Jin-gi cũng không ngần ngại ký hợp đồng. Trước khi ra về ông ta vẫn không quên nói móc Ihan, nói anh từng là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, bây giờ lại chỉ có thể mở một cái bệnh viện cộng đồng nhỏ. Ông ta biết Ihan muốn làm gì, không phải anh muốn dùng cuộc phẫu thuật của cậu bé kia làm con bài mặc cả, để trông Huynh chịu vạch trần ông ta sao? Jin-gi nói chuyện đó không thể xảy ra, muốn lật đổ ông ta thì chờ kiếp sau đi. Nhưng nếu anh tiếp tục đi theo ông ta đảm bảo 10 năm sau Ihan sẽ được lên làm viện trưởng của bệnh viện Bansuk. Đây cũng là lần cuối cùng Jin-gi cho Ihan cơ hội, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. Sau đó Ihan bật bản tin trên TV hôm đó lên. Trên đó hai người đang nói về việc Jin-gi xúi dục hại người, sẽ có phiên điều trần trong 2 tuần nữa. Ngoài ra các công tố viên của Cục Tội phạm Y tế Trung ương cũng sẽ theo dõi vụ việc này. Jin-gi sẽ ra tòa để đích thân làm chứng. Ihan người từng sơ suất khiến cho bệnh nhân bay màu cũng sẽ xuất hiện bào chữa cho bị cáo Hwik-chon. Đến lúc đó để xem vụ án này sẽ được phán quyết thế nào. Hôm nay bệnh viện của Ihan cũng nhận được thiết bị mới. Đó chính là nhờ Jaden hỗ trợ. Điều này có nghĩa là cuối cùng họ cũng có đủ năng lực để tiến hành phẫu thuật. Ai ngờ tối hôm đó Trông Huynh lại thay đổi ý định không muốn làm phẫu thuật cho con trai nữa. Nhưng Ihan nói với cô ta cách duy nhất để cứu cậu bé chỉ có làm phẫu thuật. Bây giờ tất cả trang thiết bị cho cuộc phẫu thuật đã sẵn sàng. Bác sĩ Kung Su cũng đến hỗ trợ anh. Tỷ lệ thành công là vô cùng lớn. Nhưng Trông Huynh nói bác sĩ Kung Su đã được bổ nhiệm làm phó giáo sư bệnh viện. Cũng có nghĩa là anh ta đã khuất phục trước Jin-gi. Vì thế anh ta sẽ không đến nữa. Giờ thì vấn đề lớn hơn rồi. Chỉ có thiết bị mà không có người hỗ trợ, cuộc phẫu thuật gần như không thể thành công. Nhưng bây giờ không còn đường lui nữa, anh thà mạo hiểm phẫu thuật chứ không thể để Jin-gi lại chôm chôm tim của bệnh nhân vô tội nữa. Suk Yang vô cùng phẫn nộ, cảnh cáo nếu họ còn chôm chôm tim của người khác thì cô nhất định sẽ vạch trần chuyện này. Nếu cậu bé tỉnh lại biết mẹ mình là một tội phạm thì cô ta sẽ làm sao đây? Đêm đó Gang-ho cũng biết Suk Yang đang điều tra mình, anh ta cũng rất lo sợ. Thì ra 5 năm trước anh ta tin lời một phía của Jin-gi, cũng vì Suk Yang nên lựa chọn khiến Ihan không thể tiếp tục cầm dao phẫu thuật, vì thế mới hợp tác với Jin-gi. Ngày hôm sau phiên tòa thẩm vấn công khai chính thức bắt đầu. Đầu tiên Suk Yang tường thuật lại quá trình Hwik-chon hại người. Ihan thừa nhận việc bị cáo đã hại người, nhưng lúc đó Hwik-chon ở trong trạng thái tinh thần không thể kiểm soát, vì thế anh cho rằng đây là một vị hại người vô ý. Ihan muốn giảm tội cho Hwik-chon. Sau đó anh kiểm tra chứng cứ mà Suk Yang cung cấp. Tiếp theo Suk Yang yêu cầu viện trưởng Jin-gi ra làm nhân chứng cho vụ án này. Tất cả đều là bước đệm chuẩn bị cho phiên tòa chính thức. Bên này Yuna đề nghị với cha kế hoạch nghiên cứu và phát triển mới, nhưng ông không đồng ý vì cho rằng quyết định của cô là quá sớm. Yuna đang chán nản về sự nghiệp lại đến tìm Jaden. Hai người lái xe đi thư giãn, Yuna cũng nói ra việc mình được cầu hôn. Jaden không đồng ý, anh ta nói mình rất yêu Yuna và cũng sẽ không cầu hôn giống Huynh Sung, bởi vì anh ta muốn Yuna được sống cuộc sống của riêng mình chứ không phải phụ thuộc vào ai cả. Quả nhiên về tài tán gái Huynh Sung phải gọi Jaden bằng cụ, nhưng đâu ai biết anh ta có thật lòng hay không. Tình trạng của cậu bé ngày càng xấu đi, đã xuất hiện triệu chứng hôn mê. Kung Su vội vàng điều trị cho cậu, cuộc phẫu thuật không thể trì hoãn nữa. Dù là phẫu thuật cơ tim của Ihan hay ghép tim do Jin-gi chủ trương cũng phải lập tức tiến hành, nếu không Jun Hwan sẽ thực sự mất mạng. Việc này khiến Trông Huynh cảm thấy như trời sắp sập, thế là cô ta tìm đến Ihan. Lần này cô ta đã quyết định để Ihan toàn quyền phụ trách ca phẫu thuật của con trai mình. Nhưng vấn đề đầu tiên là làm thế nào để đưa được Jun Hwan ra ngoài. Bệnh viện Bansuk là địa bàn của Jin-gi, nếu cố tình xuất viện không chừng ông ta sẽ lại gây chuyện. Bệnh viện Bansuk có hệ thống an ninh tiên tiến hàng đầu thế giới. Tất cả những người ra vào đều nằm trong tầm kiểm soát của nhân viên bảo vệ. Toàn bộ tòa nhà được lắp một loại kính đặc biệt. Thang máy cũng chỉ có thể vào được bằng thẻ an ninh. Nhưng mỗi khi có khách quý tới thì tất cả camera trong bệnh viện sẽ được tắt đi. Ihan biết có một lối đi ngầm từ vườn hoa Bansuk đến tòa nhà chính bệnh viện. Xem ra họ phải tìm người trợ giúp. Ihan lập tức nói kế hoạch này với Jaden. Vì Jin-gi từng xúi dục Hwik-chon hại người, chỉ khi cứu sống con trai Hwik-chon, anh ta mới vạch trần bí mật của Jin-gi. Đây là kế hoạch tốt để lật đổ ông ta. Nhưng nếu công chúng không tin thì làm thế nào? Việc này không sao cả, chỉ cần dư luận ồn ào thì giá cổ phiếu của trung tâm nghiên cứu và phát triển sẽ giảm mạnh. Như vậy Jaden cũng sẽ thu được lợi ích rất lớn. Sau đó Ihan đến tìm Suk Yang. Ngày mai là buổi xét xử công khai, thời gian vô cùng gấp gáp. Anh hy vọng Suk Yang sẽ kéo dài thời gian trên tòa. Bây giờ chỉ còn phía Kung Su nữa thôi. Không có Kung Su giúp đỡ, kế hoạch này sẽ rất mạo hiểm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên Jaden kia thực sự có thể tin tưởng được sao? Không ngờ ban ngày Ihan vừa nói kế hoạch cho Jaden biết, buổi tối Jaden đã quay đầu kể hết cho Jin-gi. Ông ta rất nghi hoặc, không phải hai người đang hợp tác hay sao? Sao đột nhiên lại trưởng sau lưng nhau như vậy? Nhưng Jaden nói mình cũng chỉ là một thương nhân, mà thương nhân thì chỉ quan tâm lợi ích. Nếu bệnh viện Bansuk của Jin-gi thực sự sụp đổ, anh ta cũng phải chịu tổn thất rất lớn.
Mặc dù giá cổ phiếu giảm sẽ có lợi cho anh ta, nhưng anh ta không ngu đến mức tự đá đổ bát cơm của mình. Ihan cũng chỉ là một con cờ để anh ta lợi dụng mà thôi. Tối nay sẽ có khách quý đến, camera giám sát sẽ bị đóng lại. Thời gian chỉ còn vài phút, Đô Hiêng lệnh cho người tắt toàn bộ camera đi. Biết chuyện Chong Hui lập tức gọi điện thoại thông báo cho Ihan, thời gian chỉ có 5 phút, Ihan đã đi vào thang máy. Khách quý cũng đã bước xuống xe, người này chính là nghị viên quốc hội Yoon Mi-sun. Họ đều là nghi phạm chính trong các vụ tài trợ bất hợp pháp, chính nhờ các hoạt động nội bộ mới thoát khỏi trừng phạt pháp lý. Xem ra phía sau còn có một ao cá lớn hơn. Ihan chạy tới, họ lập tức đẩy giường bệnh của Jun Hwan đi và nhất định phải rời đi trong vòng 5 phút. Sau khi điên cuồng chạy, cả nhóm đã đến được lối đi ngầm, nhưng lối đi đã bị người của Jin Gi chặn lại. Xem ra kế hoạch này cũng đã bị ông ta biết được. Sau một hồi ẩu đả, Jin Gi cũng đi đến. Cuối cùng Chong Hui vẫn lựa chọn Ihan, vì thế cô ta cũng phải trả giá đắt cho sự phản bội này, nhưng vẫn còn một cơ hội cuối cùng, nếu Chong Hui chọn đi theo ông ta sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Về việc trái tim, ông ta sẽ ghép tim cho con trai cô đúng thời hạn, nhưng Chong Hui lại nói Jun Hwan đã không còn ở đây nữa. Vừa dứt lời, Jin Gi lập tức hiểu ra gì đó, sau đó ông ta xông đến kiểm tra, thì ra bên trong là người giả. Tiếng máy bay trực thăng vang lên, Jun Hwan đã được đưa đi khỏi nơi này, hóa ra đây là kế hoạch của Jaden và Ihan. Từ khi lập kế hoạch, Ihan đã đề xuất cần một chiếc máy bay trực thăng, nhưng âm thanh của máy bay lớn như vậy, Jin Gi cũng không phải điếc để mà không nghe thấy được. Nhưng giữa công viên Ban Suk và bệnh viện có một lối đi ngầm, chỉ cần dẫn dụ ông ta tới đó, kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn. Vì thế Ihan mới bảo Jaden cố tình phản bội mình, báo tin cho Jin Gi, anh sẽ đích thân làm mồi nhử để ông ta mắc câu. Tất cả những việc anh ta làm là để phục vụ cho mục đích trả thù. Jin Gi không quan tâm, dù có đưa Jun Hwan đi thì đã sao, bây giờ cánh tay của Ihan đã bị thương. Hơn nữa 5 năm qua anh chưa từng cầm vào dao phẫu thuật, với cái bệnh viện rách của anh, có thể phẫu thuật viêm ruột thừa đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa làm gì có ai giúp đỡ anh ta. Máy bay hạ cánh, Jun Hwan được mau chóng đưa vào xe. Sáng sớm nay phiên tòa sẽ bắt đầu, vì thế không thể kéo dài thời gian được nữa. Nhóm người Ihan vội vàng quay về bệnh viện, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân rất không ổn định, cuộc phẫu thuật cũng không thể chậm trễ. Dụng cụ đã được chuẩn bị xong, Ihan cũng mặc lại bộ quần áo phẫu thuật sau nhiều năm. Bên kia phiên tòa sắp bắt đầu, lẽ nào anh thực sự phải tiến hành ca phẫu thuật này một mình sao? Vào lúc này Cung Su đã xuất hiện, ca phẫu thuật đã sẵn sàng, Ihan bắt đầu thao tác, mọi người đều vô cùng căng thẳng. Bên này Huy Chon cũng bị áp giải lên tòa. Cuối cùng vì quá đau, Ihan không thể tiếp tục ca phẫu thuật, nhưng anh vẫn yêu cầu nhặt lại con dao mổ. Bí mật của bệnh viện Ban Suk đã khiến quá nhiều người vô tội phải thiệt mạng, vì lợi ích họ đã chôn giấu vô số sự thật khiến mọi người giận sôi sục. Lần này Ihan không chỉ vì mình mà còn vì hoàn toàn chấm dứt tội ác đó. Anh tin rằng Cung Su cũng giống như mình, anh ta quyết định thay Ihan hoàn thành ca phẫu thuật, bởi vì biết tầm quan trọng của ca phẫu thuật này. Chủ tọa phiên tòa đã đến, phiên tòa sắp bắt đầu, vì sự vắng mặt của Ihan phiên tòa không thể tiến hành như bình thường được. Nhưng Suk Yang nói Ihan đang tiến hành một ca phẫu thuật rất quan trọng, sau khi xong việc nhất định sẽ tới. Thế là chủ tọa quyết định tạm hoãn đợi anh trong một giờ. Nhưng đúng lúc này quá trình phẫu thuật lại xảy ra vấn đề, tổn thương ở tim khiến tình trạng của bệnh nhân không được lạc quan. Suk Yang vội ra ngoài liên lạc nhưng điện thoại không thể kết nối được. Ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra, mọi người đều rất lo lắng. Chủ tọa cũng lên tiếng, nếu Ihan vẫn không tới được thì hủy bỏ phiên tòa công khai lần này. Không ngờ luật sư của Ban Suk lại đứng lên, cô ta nói có thể làm luật sư bào chữa cho Huy Chon. Thấy cô ta không có ý tốt lành gì, Suk Yang lập tức từ chối. Nhưng quyền quyết định vẫn ở trong tay Huy Chon. Thế là chủ tọa cho Huy Chon thời gian nói chuyện riêng với luật sư. Trong lúc họ gặp nhau, Suk Yang cũng nhận được điện thoại của Ihan, anh đang trên đường tới phiên tòa, tại sao lại muốn bào chữa cho tôi? Mục đích của luật sư rất đơn giản, dùng con trai của Huy Chon làm con cờ yêu cầu anh ta ký tên hòa giải. Phiên tòa nhanh chóng được mở lại, Huy Chon nói anh ta kiên quyết không đổi luật sư, vẫn muốn Ihan biện hộ cho mình. Cũng vào giây phút cuối cùng, Ihan đã tới tòa án, hơn nữa còn mang đến một tin vô cùng quan trọng, đó là họ đã thành công cứu được Jun Hwan. Nếu đã như vậy, lần này họ chắc chắn sẽ vạch mặt được Jin Gi. Công tố viên buộc tội Huy Chon là kẻ sát nhân, nhưng Ihan lại nói anh ta thuộc vào tội ngộ sát. Khi đó tờ khai đăng ký ra vào trại giam lại trở thành chứng cứ có lợi. Căn cứ theo điều tra, trước khi nạn nhân tử vong, Huy Chon chưa từng tiếp xúc với nạn nhân. Nhưng trong vụ án 6 năm trước ngày xét xử công khai, Huy Chon cũng sát hại đối phương. Việc này giống như Huy Chon bị người ta sai khiến bem người diệt khẩu. Hơn nữa 6 năm nay mỗi tháng Huy Chon đều đến phòng y tế một lần. Nhưng khi nạn nhân nhập kho, anh ta lại tới mỗi tháng 10 lần. Việc này chứng tỏ anh ta bị người khác xúi dục, đồng thời có đầy đủ chứng cứ chứng minh người xúi dục anh ta chính là viện trưởng Jin Gi. Ihan lập tức phản đối, nói kết luận của Suk Yang chưa đủ tính chính xác, nhưng thực ra đây chính là một phần kế hoạch của họ. Trước khi ra tòa, Ihan đã hỏi Huy Chon lai lịch của con dao này, chính Huy Chon cũng đã thừa nhận đây là thứ mà Jin Gi sai giám đốc y tế đưa cho mình. Mục đích của việc này chính là dẫn ra nhân vật quan trọng nhất của phiên tòa, viện trưởng Go Jin
Yi, Suk Yang không hề vòng vo tiến lên hỏi thẳng ông ta có xúi dục Huyết Chon Bem người không. Mọi người có mặt ở hiện trường lập tức bàn tán xôn xao. Sau khi im lặng một lúc, Jin Gi phủ nhận hoàn toàn không có chuyện này, bởi vì ông ta và bị cáo không có bất cứ quan hệ gì cả. Nếu đã như vậy, Suk Yang đề nghị cho Huyết Chon trực tiếp đưa ra lời khai. Chuyện này vô cùng quan trọng, Yi Han bảo anh ta phải nói cẩn thận. Giờ con trai của anh ta đã được cứu sống, chỉ cần nói ra sự thật là được. Sau một hồi do dự, cuối cùng Huyết Chon cũng đã lên tiếng. Anh ta thừa nhận mình đã hại người. Trước lời khai như vậy, để xem Jin Gi sẽ làm cách nào để thoát khỏi tình nghi. Đã 5 năm trôi qua, cuối cùng Jin Gi cũng sắp bị uýnh bại. Dường như báo trước tấm màn đen trong bệnh viện Ban Súc cũng sẽ bị vạch ra. Phóng viên mau chóng viết tin chuẩn bị đăng tải. Nhưng đúng lúc này, chuyện xảy ra tiếp theo khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên Huyết Chon giống như phát điên đứng la hét trước tòa, có vẻ như tinh thần của anh ta có vấn đề. Như vậy tất cả những lời khai mà anh ta vừa nói đều trở nên vô nghĩa. Sau đó Huyết Chon bị đưa đi. Cuối cùng Yi Han vẫn thua vụ kiện này. Hơn nữa văn phòng của Yi Han cũng bị tấn công, ngay cả Dae Gong cũng bị uýnh cho một trận. Hóa ra Kung Su chính là người trợ giúp ông ta, bởi vì anh ta không hề tự nguyện đến giúp Yi Han mà là được Jin Gi chỉ định nằm vùng bên đó. Sau đó đàn em của Jin Gi đưa Jun Hwan đi. Đáng sợ hơn nữa là những việc Jin Gi làm đều được người nhà bệnh nhân chấp thuận. Ông ta nói nếu đám người Yi Han lại đến khiêu khích mình thì sẽ nhận được kết cục giống như cha của Yi Han. Nói xong ông ta ngông nghênh rời đi. Bên này Im Tae Moon cũng đang rất bực bội, không chỉ con gái của ông ta bị nghi ngờ mà các dự án hợp tác của ông ta cũng bị khiếu nại. Tất cả đều do tập đoàn Ban Súc gây ra phiền phức, sự ủng hộ của công chúng đối với ông ta cũng sẽ giảm sút. Nhưng hiện tại ông ta vẫn chưa nghĩ ra cách để ứng phó. Lúc này Jayden bỗng nhiên xuất hiện, anh ta đến để giúp Im Tae Moon. Đầu tiên anh ta sẽ tìm cách xua tan bất hòa giữa ông ta và đại sứ Howard, sau đó dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp ông ta có được sự hợp tác trong dự án mới, từ đó lấy lại sự ủng hộ của công chúng và đạt được ước mơ trở thành tổng thống. Jayden nói mình đáng tin cậy hơn tập đoàn Ban Súc kia nhiều, đồng thời có Yuna nói đỡ nên cuối cùng Im Tae Moon cũng tin tưởng chàng trai trẻ tuổi tài năng trước mặt. Bên này Suk Yang đến phòng thẩm vấn Huyết Chon. Cô biết lúc nãy trên tòa án là anh ta đang giả vờ. Sau đó cô tắt hết camera giám sát và máy ghi âm đi. Lúc này Huyết Chon mới từ từ nói ra sự thật. Thì ra nữ luật sư đó lại dùng tính mạng của con trai để uy hiếp anh ta. Nếu ký tên, bà ta cam đoan sẽ để con trai anh ta quay lại bệnh viện Ban Súc chữa trị. Còn nếu anh ta chống lại bọn họ, con trai của anh ta sẽ bị hóa vàng mà không ai hay biết. Huyết Chon vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì họ. Vì thế chỉ đành phá vỡ lời hứa với Yi Han, ký vào hợp đồng của luật sư kia. Sau đó giả làm một tên ngốc trên tòa án. Suk Yang không muốn nghe những lời vớ vẩn đó. Cô muốn biết tất cả bí mật giữa Huyết Chon và Jin Gi. Nếu anh ta tiếp tục giả ngu, cô cũng sẽ làm một số việc quá giới hạn. Bên này Chong Hwin nói cô ta cũng không ngờ Huyết Chon lại làm như vậy. Yi Han muốn cô ta ra tòa làm chứng nhưng bây giờ căn bản không được, bởi vì Jun Hwan đã bị đàn em của Jin Gi đưa đi. Việc này chẳng khác nào đang bắt cậu làm con tin. Quan trọng nhất là hôm nay Chong Hwin muốn thú nhận một tội ác khác với Yi Han. Đó là vụ án của cha Yi Han không hề đơn giản, bởi vì ông ấy bị người khác ép tức tưởi. Nhiều năm trước cha của Yi Han và Jin Gi cạnh tranh vị trí trưởng khoa phẫu thuật tim mạch. Cha của anh cũng là vì thực hiện một cuộc phẫu thuật cho cựu viện trưởng mới bị người ta hãm hại. Và cựu viện trưởng cũng là người sáng lập ra tập đoàn Ban Súc, nhưng ông ấy đã hẹo trên bàn mổ do điều trị không đúng cách. Lúc đó chính cha Yi Han là người đưa ra phương án phẫu thuật. Tình trạng chảy tiết canh trong quá trình phẫu thuật rất kỳ lạ. Cho đến bây giờ Chong Hwin tham gia trong ca phẫu thuật vẫn không hiểu được. Dù không thể tiết lộ tình trạng sức khỏe của cựu chủ tịch, nhưng cũng không thể để một người mới là bác sĩ gây mê kiểm soát tình hình. Mà lúc đó người sắp xếp nhân viên trong ca mổ chính là Jin Gi. Như vậy mọi chuyện đã sáng tỏ. Khi Jin Gi sắp xếp Do Hyung gây mê hoàn toàn không hề có ý định cứu người. Lúc đó Jin Gi nảy ra âm mưu đó là vì ông ta muốn tranh giành cái ghế viện trưởng, nhưng cựu viện trưởng không đồng ý, bởi vì ông ấy vẫn còn hai đứa con trai. Nếu đưa Jin Gi lên thì họ sẽ không còn chỗ đứng trong bệnh viện nữa. Sau khi sự việc xảy ra, Jin Gi lập tức đổ hết hậu quả ca mổ lên người cha Yi Han, vì thế mới khiến cha anh không chịu nổi mà tìm đến con đường cùng. Chong Hwin nói xong xấu hổ quỳ xuống, cô ta cũng là đồng phạm năm đó, bây giờ chỉ cầu xin Yi Han tha thứ cho mình. Nhưng ngọn lửa hận thù đã lan rộng đến sâu trong trái tim Yi Han. Jin Gi muốn ngày mai Kung Su thực hiện giải phẫu cấy ghép tim cho Jun Hwan. Ông ta không quan tâm hôm nay người bệnh vừa mới qua cơn nguy kịch. Sắc mặt Kung Su trở nên trầm lặng. Sau khi ra ngoài anh ta không kiềm chế được mà nôn mửa. Anh ta vốn nghĩ lần này mình đã có thể thoát thân, nhưng nhận lại chỉ là sự sỉ nhục của Huynh Sung. Lẽ nào anh ta chỉ có thể là một con chó dốc sức cho họ sao? Bên này kế hoạch không thành công. Bây giờ Jin Gi và Jayden cũng trở mặt thành thù. Yi Han thành thật xin lỗi Jayden. Nhưng Jayden nói không sao cả, bởi vì anh ta đã có một kế hoạch khác. Tuần sau là cuộc họp ban giám đốc lâm thời của tập đoàn Ban Súc, mà hai người con trai của cựu viện trưởng cũng chính là người vừa được nhắc tới sẽ có mặt ở đó.
Kế hoạch của Jayden là đầu tiên để người con trai cả trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, dùng việc này để làm suy yếu thế lực của Jin-gi. Phiên điều trần sắp bắt đầu, Jin-gi cũng sẽ bị yêu cầu tạm thời từ bỏ mọi chức vị, cũng có nghĩa là khi ông ta dùng thân phận người thường tới dự cuộc họp, nhất định sẽ cử một tâm phúc thay thế vị trí viện trưởng của mình, mà rất có thể người này là con trai của ông ta, Huynh Sung. Đối với vị trí lần này, Jayden đề nghị Ihan ứng cử cạnh tranh. Đây là kế hoạch thứ hai để lật đổ Jin-gi. Nếu không thể lấy được thứ quý giá nhất của kẻ thù thì việc trả thù chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nhưng rất nhanh Suk Yang lại dội một gáo nước lạnh vào đầu anh ta. Bởi vì bây giờ con trai cả không có cổ phần của bệnh viện Ban Suk nên chẳng có quyền quyết định gì cả. Nhưng Jayden cũng đã có chuẩn bị cho việc này. Hơn nữa đây còn là một con bài cực lớn, chính là đại sứ Im Tae-moon. Xem ra kế hoạch trả thù thứ hai của nhóm người Ihan đã sắp bắt đầu. Bên này nghị viên quốc hội Yoon Mi-sun đang được tiêm thuốc có thành phần tiết canh cuống rốn. Sau đó được massage toàn thân bằng kem tế bào gốc tạo tiết canh. Đây là đãi ngộ hàng ngày của bà ta. Bà ta là khách quý của bệnh viện Ban Suk, cũng chính là người đứng sau đẩy doanh nghiệp của Jin-gi lên đỉnh cao. Theo điều tra, Mi-sun có một cô con gái tên là Yang Seon-a đang được điều trị ở bệnh viện Ban Suk. Sau khi ly hôn, Mi-sun đã một mình nuôi con gái, nuôi dưỡng cô trở thành một cô gái tài đức vẹn toàn. Mi-sun và con gái thường xuyên xuất hiện dưới ống kính của giới truyền thông, nhưng kỳ lạ là sau này cô con gái bị bệnh và biến mất suốt 3 tháng trời. Hơn nữa team Mi-sun thường xuyên đến bệnh viện Ban Suk, nhưng bà ta không phải người giám hộ, mà người giám hộ là người khác có tên là Jung Hee-kyung. Xem ra phải tìm được người này mới biết được bí mật của Seon-a. Bên này Jayden cũng không rảnh rỗi, anh ta tới một buổi đấu giá và bỏ ra 2 tỷ để mua một chai rượu vang, sau đó lại tặng nó cho anh em nhà họ Giang là đối thủ cạnh tranh với mình lúc nãy. Mục đích chính là muốn tiếp cận họ, bởi vì trước đó đại sứ Im Tae-moon, Ihan và Jayden đã bắt tay hợp tác với nhau. Tuy mục đích khác nhau, nhưng mục tiêu mà họ nhắm đến đều là Jin-gi, vì thế đây cũng là một con bài để lật đổ ông ta. Bên này Ihan và Dae-gong cũng đã tới dưới nhà Jung Hee-kyung. Ai ngờ anh vừa định gõ cửa thì có 3 người xông từ bên trong ra. Còn chưa kịp phản ứng thì Jung Hee-kyung ở giữa đã đẩy đám lưu manh ra bỏ chạy. Ihan mau chóng đuổi theo, nhưng cậu ta rất nhanh nhẹn, không ai có thể chạm vào người được. Thấy không còn đường thoát, cậu ta đã nhảy một cái tuột từ ban công xuống đất. Ihan vẫn tiếp tục đuổi theo, cuối cùng cũng chặn được cậu ta ở một ngõ cụt. Anh khuyên Hee-kyung bình tĩnh nói chuyện với mình, nhưng còn chưa nói hết câu, cậu ta đã trèo lên nhảy qua hàng rào sắt, sau đó còn hét lên từ nay về sau sẽ không để bị người khác lợi dụng nữa. Nhưng vừa nói dứt lời đã bị người của Mi-sun cử đến dùng dùi cui điện hạ gục. Sau đó tên côn đồ còn khiêu khích Ihan, khuyên anh ngoan ngoãn một chút, nếu không vẫn sẽ có người bị thương. Mà lúc này đồng đội của Ihan đã ở phía sau úp sọt, đàn em để mất dấu Hee-kyung làm Mi-sun rất không hài lòng. Cô ta vừa cởi cúc áo của đàn em vừa nói bản thân đã đối xử tốt với anh ta như thế nào. Mi-sun đã hạ quyết tâm khiến Hee-kyung không bao giờ có thể gặp lại con gái mình nữa. Thì ra cậu ta là bạn trai của Seon-a. Đối mặt với ánh mắt dè bỉu của Dae-gong, Hee-kyung nói quả thực cậu ta không xứng với cô ấy. Cậu ta cũng biết những người vừa rồi đều do Mi-sun cử đến để bịt miệng mình. Hơn nữa Seon-a thực sự không hề giống như người tỏ ra hào quang trước ống kính, mà bị chính mẹ ruột của mình hủy hoại cả cuộc đời. Tất cả những việc này bắt đầu từ khi cô học tiểu học, khi Seon-a còn nhỏ, vì tai của cô quá to ảnh hưởng đến ngoại hình, vì thế Mi-sun đã đưa con đến gặp bác sĩ muốn cắt bỏ một phần. Dù bác sĩ nói làm vậy đứa trẻ sẽ rất đau đớn, nhưng bà ta chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của con. Khi Seon-a lớn lên, bà ta lại phát hiện chân của con gái không dài như mong đợi, thế là cô ta lại tự mình quyết định đưa con gái đi làm phẫu thuật kéo dài chân. Mục đích bà ta làm tất cả những việc này bởi vì bà ta là một nghị viên quyền cao chức trọng. Vì thế cô ta muốn con gái mình cũng phải trở thành một người hoàn hảo. Tâm lý lệch lạc này khiến Hee-kyung cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì thế cậu cũng từng chất vấn Mi-sun và dùng những bí mật đen tối của bà ta để uy hiếp, hy vọng có thể đưa Seon-a đi khỏi ngôi nhà tăm tối kia. Mặc dù rất gian nan, nhưng cậu ta đã thành công. Dù ngôi nhà họ ở rất tồi tàn và chật hẹp, nhưng họ vẫn sống vô cùng vui vẻ. Nhưng rồi đến một ngày, di chứng của ca phẫu thuật kéo dài chân khiến Seon-a vô cùng đau đớn. Không còn cách nào, Hee-kyung chỉ đành đưa cô về chỗ của mẹ. Cũng vì thế mà Seon-a đã ở trong bệnh viện Ban Suk 3 tháng không ra ngoài. Sau khi nghe cậu ta kể xong, bọn họ rơi vào trầm tư. Bên này Jin-gi vẫn đang sắp xếp công việc. 2 ngày nữa sẽ tới phiên điều trần. Vị trí của ông ta sớm muộn cũng sẽ phải nhường lại. Vì thế ông ta hy vọng con trai Huynh Sung có thể gánh vác công việc thay mình. Hai anh em họ Giang và Jayden nói chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa loại rượu quý chỉ có duy nhất 3 chai trên thế giới đều có ở chỗ anh ta. Điều này một lần nữa chứng minh năng lực của Jayden, nhưng nó cũng khiến anh em họ Giang nảy sinh nghi ngờ. Trên đời này không ai cho không ai cái gì, đồ quý như vậy mà nói tặng là tặng, lẽ nào có ý đồ gì sao? Mục đích của Jayden rất đơn giản, anh ta chỉ muốn kết bạn với 2 người mà thôi. Suy cho cùng giá trị mà bạn bè mang lại còn lớn hơn 3 chai rượu này rất nhiều. Bên này, nhân lúc vợ và con trai Jin-gi ra ngoài đi dạo, Pháp Y Yoon Cheong đã bày tỏ nỗi băn khoăn của mình bấy lâu nay. 5 năm trước cô ta chính là người khám nghiệm tử thi cho Seok Ju, rõ ràng sai lầm đó không phải của Ihan. Lúc đó ông ta đã hứa với cô việc này không ảnh hưởng gì đến tiền đồ của Ihan, nhưng cuối cùng vẫn hại anh nhập kho oan 5 năm. Vì thế mấy năm nay cô luôn cảm thấy cắn rứt trong lòng. Sau khi nghe xong, Jin-gi quay ngược lại chất vấn cô ta, nói không phải cô ta đang cảm thấy sợ hãi vì Ihan ngóc đầu trở lại à, giả vờ thanh cao làm gì, bây giờ lại muốn đổ hết trách nhiệm lên người ông ta.
không có cửa đâu. Nhưng Jin-gi có thể đảm bảo những đồng phạm của mình năm đó sẽ không bị trừng phạt. Bên này Mi-san nói rất nhiều điều với Seon-a, nhưng tất cả cũng chỉ vì ích kỷ mà thôi. Nói là vì con gái nhưng chính cô ta đã hủy hoại cuộc đời con mình. Có lẽ Seon-a không thể phản kháng lại, nhưng một ngày nào đó bộ mặt thật của bà ta sẽ lộ ra, và ngày đó cũng sắp đến rồi. Đêm khuya Jin-gi đến bệnh viện, Mi-san hỏi ông ta tại sao Ihan lại biết việc con gái mình từng làm phẫu thuật. Chẳng phải nơi này được xưng là nơi có thể che giấu được mọi bí mật sao? Nếu tin tức về con gái bà ta lọt ra ngoài sẽ gây ra một cơn náo loạn lớn. Hơn nữa, nếu Seon-a tỉnh lại không chừng sẽ nói chuyện này ra ngoài. Thế là Jin-gi đề nghị hoãn việc làm Seon-a tỉnh lại. Bởi vì Seon-a đã mắc sơ phổi vô căn giai đoạn cuối, cho dù có tỉnh lại cũng khó mà cử động được. Ông ta còn đề xuất tiêm một loại thuốc vô hại để cô ấy duy trì trạng thái hôn mê, đồng thời tìm kiếm lá phổi thích hợp để cấy ghép. Trong thời gian này ông ta sẽ tìm cách đưa Hee-kyung rời khỏi chỗ Ihan. Sau khi nghe những lời ngon ngọt của Jin-gi, Mi-san chỉ đành đồng ý, xem ra chỉ có cách này mới giữ được cái ghế của bà ta. Ai ngờ Mi-san vừa rời đi đã suýt va chạm với chiếc xe chạy ngược chiều. Người tới chính là công tố viên Suk-yang. Hee-kyung đã khởi kiện Jin-gi vi phạm luật y tế, nguyên nhân là điều trị trái phép khiến bệnh nhân bị tàn tật. Nhưng Mi-san nói con gái mình đang hồi phục rất tốt, bảo Suk-yang mau chóng rời đi. Nhưng bà ta có nói gì cũng chỉ phí lời thôi, bây giờ bà ta không còn là người giám hộ của Seon-a nữa. Sau đó Hee-kyung bước xuống xe, bây giờ cậu mới là người giám hộ hợp pháp của Seon-a, bởi vì bọn họ đã kết hôn. Mi-san điên người, không ngừng chỉ trích hành động của Hee-kyung. Bà ta không hề biết hình phạt thực sự vẫn đang còn chờ đợi ở phía sau. Lúc này Ihan và Im Tae-moon cũng xuất hiện, vốn còn có thể hợp tác nhưng bây giờ Jin-gi và Mi-san đã cấu kết với nhau. Lần này Im Tae-moon hoàn toàn trở mặt với họ. Ông ta lệnh cho Jin-gi phải chuyển Seon-a đến bệnh viện khác chữa trị. Jin-gi còn muốn biện minh nhưng Ihan đã đề nghị sẽ đích thân tới phòng bệnh của Seon-a để kiểm tra. Hiện tại Seon-a là bệnh nhân sơ phổi nghiêm trọng, nhưng Jin-gi lại một mực nói rằng cô ấy chỉ là hôn mê. Ihan cũng không vừa, anh dùng móng tay bấm vào ngón út của cô ấy, thiết bị đã lập tức có thay đổi. Việc này chứng tỏ Seon-a vẫn còn ý thức và có thể tự hô hấp được. Vấn đề ở đây là, nếu có thể tự hô hấp sao còn phải đeo ống thở oxy chứ? Jin-gi nhất thời không biết trả lời thế nào, bởi vì ông ta chính là người đứng sau xúi dục việc này. Sau đó Ihan nhìn thấy thuốc Midazolam trên xe đẩy. Đây là một loại thuốc an thần được sử dụng cho người bệnh. Jin-gi nói đây là thuốc dùng để gây mê trước khi phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Tất nhiên làm như vậy không sai, nhưng vấn đề là nó được kết hợp với thuốc giãn cơ là có ý đồ gì? Tiêm liều lượng lớn như vậy có thể sẽ dẫn đến bệnh nhân tử vong. Trước sự chất vấn của Mi-san, Jin-gi vẫn còn ngụy biện để giải quyết ổn thỏa. Nhưng Ihan đã biết họ làm như vậy để Seon-a không thể tỉnh lại nữa. Vì thế hôm nay anh nhất định phải đưa bệnh nhân này đi. Sau đó Suk-yang đưa lệnh điều tra cho trợ lý của Mi-san. Cô muốn hỏi bà ta về việc gây quỹ bất hợp pháp. Bên này Yuna cũng đã cắt đứt quan hệ với Hyun-sung và tìm đến chỗ Jaden. Lúc này Hyun-sung đã trở thành một kẻ tràn đầy oán hận, nhưng có vẻ như anh ta cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Sau khi Ihan kiểm tra, phát hiện bệnh sơ phổi của Seon-a đã vô cùng nghiêm trọng, vì thế việc phẫu thuật ghép phổi vô cùng cấp bách. Vì thế Hee-kyung, người có cùng nhóm tiết canh với cô, lập tức định dùng phổi của mình để cứu Seon-a. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, phải có hai người cùng hiến phổi mới được. Vậy thì chỉ còn cách đi tìm người mẹ vô trách nhiệm của cô ấy thôi. Lúc này Suk-yang đang tiến hành thẩm vấn bác sĩ nhà giam. Ông ta không thừa nhận đã đưa hung khí cho Hwik-chon, nhưng con dao đen này chính là bằng chứng thép. Cô biết tất cả những việc này đều do Jin-gi xúi dục. Chỉ cần bác sĩ thừa nhận, cô hứa sẽ để cho ông ta một con đường sống. Nhưng tên này vẫn cứ giả ngu. Vậy việc đột nhiên mua biệt thự với số tiền lớn, rồi lại đưa con trai đi du học trong cùng một tháng, việc này giải thích thế nào? Mức lương này đến cả công tố viên như Suk-yang cũng chẳng có được. Bác sĩ vừa ra khỏi cửa thì gặp Ihan đang đứng chờ mình. Ihan không để tâm chuyện trước đây ông ta đưa hung khí cho Hwik-chon bè mình, mục tiêu của anh chỉ là lật đổ Jin-gi. Nếu bác sĩ có thể cung cấp chút manh mối, Ihan sẽ đảm bảo ông ta bình an vô sự. Sau khi do dự hồi lâu, bác sĩ mới chịu nói ra sự thật. Lúc đó khi sắp hẹo, Ki-tae đã túm chặt áo bác sĩ nói hai từ vườn và USB, vừa nói xong thì tắt thở luôn. Lúc đầu bác sĩ không dám khẳng định, nhưng sau khi phân tích phán đoán có thể Jin-gi đã giấu USB ở trong vườn, và trong USB đó có thể cất giữ bí mật liên quan đến ông ta. Việc này khiến mọi người lại phải suy nghĩ, nhưng trước mắt vẫn phải xử lý việc ghép phổi cho Seon-a trước đã. Ihan và Hee-kyung đến tìm Mi-san nói không khởi kiện bà ta nữa, kể cả là phải từ bỏ kết hôn với Seon-a cũng được. Hee-kyung chỉ có một yêu cầu là bà ta phải làm đúng trách nhiệm của một người mẹ, hiến một phần phổi cứu con gái mình. Chỉ cần có hai người hiến phổi, Seon-a sẽ có thể sống tiếp. Không ngờ Mi-san lại bất ngờ đồng ý ngay, hơn nữa còn chỉ đích danh để bác sĩ phẫu thuật hàng đầu một thời trực tiếp tiến hành phẫu thuật. Bên phía Suk-yang, cô lệnh cho cấp dưới điều tra một người đàn ông. Người này đã phải ngồi tù 5 năm vì tội gây thương tích, nhưng sau đó lại được tráng án thả ra. Việc này chắc chắn có liên quan đến cơ quan công tố. Bên này mọi người cũng bắt đầu triển khai kế hoạch cho ngày hôm sau. Đầu tiên tập đoàn Ban Suk sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị để bầu cử người kế nhiệm, sau đó sẽ tiến hành ca phẫu thuật ghép phổi 2 cho con gái của Mi-san. Jaden sẽ cố gắng hết sức ngăn Hyun-sung tiếp quản bệnh viện. Hôm nay là ngày cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu. Việc này liên quan đến sự phát triển trong tương lai của tập đoàn Ban Suk và lợi ích của nhà đầu tư.
Vì thế mọi người đều lũ lượt kéo đến dưới chân tòa nhà bệnh viện. Trận chiến này chắc chắn sẽ có người thắng. Jin Gi tuyên bố từ hôm nay sẽ từ chức viện trưởng và giao cho con trai Hyun Sung đảm nhiệm. Nhưng ông ta vừa dứt lời mọi người đã cười phá lên. Anh em nhà họ Giang cảm thấy việc này thật vô lý. Jin Gi đề nghị mọi người bỏ phiếu quyết định. Lúc này Jaden đã lên tiếng. Anh ta nói có lẽ một tháng sau bệnh viện sẽ đổi chủ. Câu nói này lập tức làm mọi người bàn tán xôn xao. Những người biết chuyện đều cười lớn. Bên này Ihan cũng đang nghiên cứu về việc chiếc USB, nhưng phóng viên lại nói từ vườn mà Kite nói chưa chắc đã là nghĩa đen, có khi lại là Jungwon vì chúng có phát âm giống nhau. Lúc này Ihan như được đả thông suy nghĩ, việc này chứng minh rất có thể khi còn sống Kite đã giao USB cho một người có tên là Jungwon. Bên này nếu thuốc mới chữa bệnh Alzheimer không được phê duyệt hoặc Jin Gi bị hất xuống thì bệnh viện sẽ đổi chủ. Đến lúc đó Glory Head sẽ có thể trở thành chủ nhân của bệnh viện Ban Suk. Bây giờ thuốc mới không ổn định, Yuna đề nghị hủy đăng ký thuốc. Cô vừa dứt lời Jaden đã lên tiếng, anh ta cho rằng bệnh viện Ban Suk muốn vươn tầm quốc tế thì phương pháp của Jin Gi sẽ không hiệu quả. Nếu để Glory Head tiếp quản thì giá trị của nó sẽ gấp mấy chục lần hiện tại. Khi đó tất cả mọi người ở đây sẽ được hưởng lợi ích to lớn. Hơn nữa Hyun Sung đang bị khởi kiện vì tội âm mưu hại người. Sao có thể giao bệnh viện cho người như vậy quản lý được? Sau đó Suk Yang đột nhiên đi vào, cô đưa lệnh điều tra cho Do Hyung đang trong diện tình nghi. Lúc này Jaden đã hoàn toàn giành được thắng lợi. Cuối cùng sau cuộc bình chọn, Hyun Sung không thể đảm nhiệm chức vụ viện trưởng. Bên này qua điều tra có hai y tá từng làm việc ở bệnh viện Ban Suk, một người trong số đó trùng hợp lại tên là Jungwon. Cô cũng đã nghỉ việc sau khi Kite hẹo được một tuần. Thời điểm quả thật trùng khớp, Ihan cũng đã tìm được cô ta. Thì ra Jungwon và Kite từng có quan hệ yêu đương. Sau khi Kite hẹo, cô mới phát hiện ra USB được giấu trong hộp nhẫn, sau đó giao nó cho Ihan. Đây chính là chứng cứ có lợi để lật đổ Jin Gi. Buổi tối bố con Jin Gi vẫn đang canh cánh vì cuộc bầu cử ban sáng. Hyun Sung nói cuộc đời mình đã hoàn toàn bị cha hủy hoại rồi. Chính vì ông ta để Ihan làm bác sĩ ma cho mình mới khiến anh ta rơi vào tình cảnh thảm hại như ngày hôm nay. Ihan mở USB mà Jungwon đưa cho mình ra. Trong đó quả thực có cuộc đối thoại của Jin Gi và Kite. Đoạn ghi âm có nội dung vụ án 5 năm trước, cuối cùng thứ này sẽ khiến Jin Gi phải trả giá đắt. Tiếp theo đã đến lúc tiến hành phẫu thuật cho Sơn A rồi. Mà cuộc phẫu thuật này cũng khiến những người vốn chia rẽ đoàn kết lại với nhau. Nhưng lúc này một mối nguy hiểm cũng sắp ập đến. Đây là ca phẫu thuật ghép phổi cực kỳ nguy hiểm. Họ cần hai người hiến tạng để cứu một bệnh nhân. Sau khi gây mê cả ba đều đã vào trạng thái hôn mê. Khi đã sẵn sàng, Ihan cắt lá phổi bên trái đã sơ hóa nghiêm trọng của Sơn A, tiếp theo là ghép mô phổi lấy từ người Hy Kiêng. Nhưng có vẻ nó hơi nhỏ, đó là vì cậu ta đã từng mắc bệnh phổi. Sau một loạt thao tác chuyên tâm, ca ghép phổi bên trái cho bệnh nhân đã rất thành công. Khi mọi việc đang suôn sẻ thì sự cố xảy ra ở phòng mổ số 2, mẹ của Sơn A đột nhiên biến mất. Bà ta vừa nãy vẫn còn nằm trên bàn mổ giờ đã có mặt ở văn phòng. Người hiến tạng đột nhiên đổi ý. Lẽ nào bà ta định mặc kệ con gái đang trên bàn phẫu thuật sao? Nhận được tin này, Ihan sốc đến mức suýt nữa ngất đi. Lẽ nào Jin Gi và Mi Sun lại định dùng lý do của người bệnh để đẩy anh vào kho nhà nước một lần nữa sao? Trước sự chất vấn của Suk Yang, Jin Gi nói việc này rất bình thường, đâu thể ép người ta phải hiến phổi được. Mi Sun cũng bắt đầu tìm bậc thang cho mình bước xuống. Bất luận thế nào, con gái bà ta cũng đã được ghép một lá phổi, chỉ cần có thể sống sót là được. Hơn nữa phổi phải cũng không nghiêm trọng bằng phổi trái, cùng lắm thì để lần sau cấy ghép sau vậy. Vì đợi quá lâu, lá phổi vừa ghép của Sơn A cũng đã xuất hiện tình trạng sưng lên. Nếu không được cấy lại thì e rằng khó mà giữ được tính mạng. Ihan lập tức lệnh cho mọi người thực hiện một chuỗi hành động, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài. Lúc này Jin Gi cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, Sơn A có thể hẹo bất cứ lúc nào. Ông ta cũng đề nghị bây giờ phải ghép phổi mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng bình thường Mi Sun yêu cơ thể như vậy, hơn nữa bà ta cũng chuẩn bị tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. Nếu bây giờ phẫu thuật thì sao mà tham gia tranh cử tổng thống được? Jaden vô cùng tức giận, nếu hôm nay Sơn A hẹo thì tất cả đều do sự ngu muội và tham lam của bà ta. Bên này Ihan vẫn đang gấp rút tiến hành xử lý. Thực ra trước khi phẫu thuật, Hy Kiêng đã dự liệu trước trường hợp Mi Sun sẽ làm ra hành động ích kỷ. Vì thế cậu ta cầu xin Ihan, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cứ cắt bỏ thùy giữa phổi phải của cậu ta, dù sau này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhưng vì người con gái mình yêu, cậu ta không tiếc gì cả. Bây giờ Ihan đang ra lệnh tiến hành việc này, nghe thấy vậy Jin Gi lập tức ngăn cản vì đây là ca cấy ghép một đổi một, nếu không cẩn thận đến cả người hiến cũng sẽ đăng xuất luôn. Nhưng Mi Sun vừa nghe thấy có thể cứu được con gái, lại không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình làm sao có thể bỏ qua. Sau đó bà ta lại dùng chức quyền uy hiếp nên Jin Gi cũng chỉ đành thỏa hiệp. Ca phẫu thuật bắt đầu được tiến hành. Bước đầu Ihan cắt thủy phổi của Hy Kiêng, tiếp theo anh lại cắt bộ phận tương ứng bên phía Sơn A, vẫn là quá nhỏ. Nhưng bây giờ họ chỉ có thể chạy đua với thời gian, nếu không phổi sưng lên lần nữa thì không cứu được nữa. Cuối cùng Ihan cũng đã hoàn thành ca phẫu thuật. Y thuật của anh cũng khiến Jin Gi phải cảm thán trong lòng. Ở trên tòa thì lạnh lùng là thế, nhưng trong phòng phẫu thuật lại ấm áp tình người. Đây mới chính là Ihan, nhưng vấn đề này vẫn chưa kết thúc ở đây. Suk Yang sẽ tố cáo hành vi bạo lực và gây quỹ phi pháp của Mi Sun. Hy Kiêng và Sơn A vẫn giữ quan hệ vợ chồng. Bên này bác sĩ pháp y đã đến tìm nhóm người Do Hyung. Cô ta nói muốn bàn bạc về việc Ihan ngồi tò 5 năm trước. Vừa nghe xong Do Hyung đã nổi giận, ông ta nhanh chóng chột dạ quay lại xe. Lẽ nào bí mật của ông ta và Jin Gi đã bị phát hiện rồi sao?
bên này tim của Im Tae-moon cũng không ổn rồi. Lee Han đề nghị ông ta phẫu thuật trong 2 ngày tới, nếu không sợ là sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nói đi nói lại, Im Tae-moon vẫn có chút nghiêng về phía đám người Jin-gi. Việc này chứng minh ông ta vẫn chưa hoàn toàn đứng về phía Lee Han. Bên này một số tiền lớn được đặt trước mặt Jun-boo, đây là con bài có thể bắt anh ta làm việc. Tất nhiên mọi chuyện đều do Mi-sun chỉ thị, nhưng hành tung của đàn em cũng đã bị cảnh sát chụp lại. Đáng nghi hơn là họ còn chụp được cảnh Gang-ho lén lút đi ra. Thì ra tên này cũng có cấu kết với Jun-boo, cũng chính anh ta đã dùng thân phận công tố viên thả Jun-boo ra vào nhiều năm trước. Bên phía Hyun-sung, anh ta đang vô cùng chán nản, nhớ lại cảnh đôi bông tai mà mình tặng cho Yuna bị Jaden cầm trong tay, rồi đến việc mình níu kéo nhưng bị cô thẳng thừng nói lời chia tay. Thế là anh ta lệnh cho đàn em lắp máy nghe lén trong toàn bộ thang máy ở tầng cao nhất này, sau đó thu gom tất cả rác thải sinh hoạt của họ đến cho anh ta kiểm tra. Yoon-suk cũng từng làm phẫu thuật ghép tim, vì thế thường xuyên đến chỗ Kung Su để kiểm tra sức khỏe. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa lại gặp Lee Han. Lee Han khuyên anh ta hãy tự làm chủ cuộc đời mình, đừng bán mạng cho những kẻ không xứng đáng nữa. Chẳng lẽ anh ta muốn hẹo thêm lần nữa sao? Bên này Suk-yang cũng đang hành động, cô xâm nhập vào chỗ của Mi-sun và còn thu thập được các lọ thuốc tiêm. Yoon-suk ở ngoài cửa có vẻ như cũng đang dao động. Trong cuộc tranh luận quốc hội sau đó, Tae-moon đã vạch trần việc Mi-sun gây quỹ phi pháp ngay trên truyền hình. Việc này ngay lập tức đẩy cô ta vào vòng xoáy dư luận. Ai ngờ Mi-sun lại quay đầu nói việc này là do trợ lý của bà ta làm. Không những thế, sau khi về nhà cô ta còn mắng như tắt nước vào mặt Yoon-suk, nói có chút chuyện nhỏ mà cũng làm không xong, nhưng ngay sau đó lại giả vờ an ủi anh ta. Việc này làm Yoon-suk hoàn toàn thay đổi, một âm mưu cũng nảy ra trong đầu anh ta. Buổi tối, Lee Han tìm gặp Yuna. Khi trò chuyện, Lee Han nghi ngờ có phải 5 năm trước cha của Yuna đã từng cấy ghép tim không? Nhưng Yuna nói cha mình có cấy ghép tim thật nhưng là làm ở nước ngoài. Vậy thì kỳ lạ thật, rốt cuộc trái tim của Seok-ju đã được ghép cho ai? Lee Han muốn biết tại sao Im Tae-moon không thể rời khỏi Jin-gi. Yuna nói rằng vì cha mình đã mắc bệnh Alzheimer, nhưng ông sắp tranh cử tổng thống, sẽ chẳng ai muốn để cho một người đãng trí quản lý quốc gia cả. Mà loại thuốc ông ấy dùng nhiều năm nay là do Jin-gi cung cấp, đó chính là nguyên nhân. Lee Han trong lòng tràn đầy tâm sự chuẩn bị về nhà, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của Yoon-suk. Anh ta đã suy nghĩ rất kỹ những lời Lee Han nói, sau đó nói ra một nơi và bảo Lee Han đến đó tìm mình. Ai ngờ trên đường đi Lee Han phát hiện mình đang bị theo dõi. Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng anh đã cắt đuôi đối phương rồi tới gần nhà Yoon-suk. Nhưng vừa vào tới cửa, mùi ga đã nồng nặc xộc vào mũi. Sau đó tìm thấy Yoon-suk đang nằm thoi thóp, phải tốn rất nhiều sức lực mới chuyển được anh ta đến nơi an toàn. Nhưng lúc Lee Han đang tiến hành sơ cứu cho Yoon-suk thì bị ai đó ở phía sau uýnh ngất, mà người uýnh lén Lee Han chính là tên Jun-boo đã bị Mi-sun mua chuộc. Lúc hắn ta đang đắc ý thì đám người Jaden cũng kéo đến đây. Sau một trận ẩu đả, họ đã khống chế được đàn em của Jun-boo. Ai ngờ lúc này hắn ta lại rút súng săn ra. Lúc hai bên đang giằng co quyết liệt, Jaden lái xe trực tiếp chưởng thẳng vào người hắn. Lúc này họ mới hóa giải được nguy cơ. Sau đó Yoon-suk đã rơi vào hôn mê được đưa đến bệnh viện. Bên này Mi-sun đang rất lo lắng, nếu Yoon-suk tố cáo cô ta thì giấc mộng làm tổng thống của cô ta cũng tan thành bọt biển. Xui hơn nữa là Jun-boo mà cô ta cử đi cũng đã bị bắt. Việc này khiến Mi-sun thực sự sắp suy sụp, nhưng vẫn còn cơ hội. Đó là yêu cầu Jin-gi tìm cho mình một luật sư đến giải quyết vấn đề này. Phiên điều trần sắp bắt đầu, Lee Han cầu xin Im Tae-moon để mình làm nhân chứng tham gia phiên tòa. Hơn nữa anh còn khuyên ông ta đừng để bị Jin-gi lợi dụng. Nếu không để mình làm chứng, thì sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Suk-yang cũng nói nếu lần này làm chứng thành công thì cũng sẽ hạ gục được Mi-sun. Như vậy sẽ không còn ai tranh giành cái ghế tổng thống với Im Tae-moon nữa. Chuyện tối qua ngay lập tức được lên bản tin. Lee Han trở thành nhân chứng khiến Jin-gi bắt đầu dàn trận chờ sẵn. Bởi vì ngày mai là ngày ông ta được bầu làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi. Ông ta ra lệnh cho Do-hyung đi làm một việc giúp mình. Ngày mai khi phiên điều trần bắt đầu, giá cổ phiếu của bệnh viện Ban-suk sẽ tăng lên. Jaden định đến lúc đó sẽ bán toàn bộ cổ phiếu để kiếm một món hời lớn. Trợ lý nói việc này quá nguy hiểm, lỡ như Jin-gi không trúng cử thì phải làm sao? Nhưng Jaden vẫn rất kiên quyết, bởi vì anh ta vốn đang chờ đợi ngày này. Ngày mai Lee Han sẽ phát đoạn ghi âm bí mật của Jin-gi. Thứ này chính là thứ mấu chốt để buộc tội ông ta. Ai ngờ Do-hyung đã lén đến bệnh viện của anh. Lúc ông ta đang quan sát tình trạng bệnh của Yoon-suk thì bị Lee Han bắt quả tang ngay tại trận. Lee Han lập tức đoán ra là Jin-gi sai ông ta tới. Nhưng Do-hyung nói ông ta đến đây là để nhờ anh giúp mình. Bây giờ ông ta sắp phải gánh toàn bộ tội danh, hy vọng Lee Han có thể làm luật sư biện hộ cho mình. Ông ta nói chính Jin-gi tự cắt trái tim của Seok-ju, còn mình không phải là đồng phạm, càng sẽ không lấy trái tim của người sống ra. Nếu đã vậy, Lee Han bảo ông ta ngày mai hãy vạch trần tội ác của Jin-gi, nhưng rõ ràng ông ta có chút do dự. Bên này Suk-yang đã biết được bí mật mà Gang-ho che giấu, nhưng có vẻ như anh ta không chịu quay đầu. Việc này làm cô suýt nữa đã tái phát bệnh tim, cô vẫn khuyên Gang-ho lần cuối quay đầu là bờ. Jin-gi sắp bị hạ bệ rồi, đừng bán mạng cho ông ta nữa. Nhưng điểm nghi hoặc nhất bây giờ là trái tim của Seok-ju đã được ghép cho ai? Im Tae-moon đã được loại trừ, Yoon-suk cũng vậy. Lee Han nhớ vóc dáng người đó khá cao lớn, cũng không thể làm Mi-sun được. Xem ra chỉ có xử lý vụ của Jin-gi trước thì họ mới biết được. Vậy thì người đó chắc chắn có liên quan đến Jin-gi. Jin-gi tràn đầy tự tin sẽ được bầu làm ủy viên của Bộ Y tế và Phúc lợi. Chỉ cần không có chứng cứ phạm tội thì chắc chắn ông ta sẽ trúng tuyển.
Jin-gi cũng không muốn tiếp tục hợp tác với Jayden nữa. Ông ta bảo Jayden một thời gian nữa hãy rời khỏi bệnh viện, bởi vì sau này sẽ càng có nhiều khách quý vào đó ở. Cùng lúc đó, Hyun-sung cho đàn em điều tra cũng đã có được kết quả. Họ không phát hiện ra Mai Thúy trong đống rác trên sân thượng, nhưng tìm được một tờ đơn thuốc. Bên trên có viết tên của Kim Yan-ho, nhưng tên thuốc thì không nhìn rõ đó là gì. Thế là Hyun-sung lệnh cho đàn em đi điều tra tiếp. Cổ phiếu của tập đoàn Ban Suk vẫn đang tiếp tục thay đổi. Jayden bảo trợ lý cứ bán ra theo kế hoạch, nhưng trợ lý cảm thấy rất bất ổn. Buổi tối, trông Huynh đến tìm Pháp Y Yun Cheong. Bọn họ một người ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi, một người làm giả báo cáo phẫu thuật, khiến một thiếu niên đắp chiếu oan uổng, còn Y Han phải ngồi tù 5 năm. Vì thế trông Huynh khuyên cô ta tự mình lựa chọn. Nếu họ không vạch trần tội ác của Jin-gi, khi ông ta rời khỏi bệnh viện thì họ sẽ không còn cơ hội nữa. Phiên điều trần sắp bắt đầu, Do Hyung đến gặp hai người họ. Họ còn nghĩ Do Hyung là bác sĩ gây mê sẽ đến làm chứng cùng với họ. Ai ngờ hắn vừa tới đã tịch thu điện thoại của họ và giam lỏng họ ở đây. Chỉ cần ngăn cản nhân chứng ra tòa, Jin-gi sẽ thắng chắc. Jin-gi dặn dò vài câu rồi rời đi. Nhưng đột nhiên Do Hyung gọi ông ta lại. Mọi hành vi của họ đều đã bị một chiếc camera ghi lại hết. Cuộc họp sắp bắt đầu, thành viên tham gia cũng lần lượt có mặt. Buổi họp báo của Mi-sun cũng sắp bắt đầu. Bên kia Jin-gi khí khái sải bước đi vào hội trường của phiên điều trần. Trước khi ra tòa, Yi-han không ngừng nói với Gang-ho. Anh biết Gang-ho làm vậy là có nguyên nhân khác. Nhưng dù thế nào, trong phiên điều trần hôm nay, Yi-han hy vọng anh ta có thể quay đầu là bờ. Gang-ho chỉ im lặng nghe anh nói. Giá cổ phiếu vẫn đang tăng mạnh, trợ lý thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này trụ sở chính gọi điện thoại đến. Việc này càng khiến anh ta không biết nên làm thế nào. Lúc này Yuna lại xuất hiện trong bãi đậu xe và lén mang camera đã cài đặt đi. Sau khi xác nhận xong, cô sẽ tung đoạn video này lên mạng. Mục đích Mi-sun mở cuộc họp báo này chủ yếu là vì muốn tạ tội với nhân dân thay Yoon-suk. Nói trắng ra là cô ta muốn đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta. Vì con đường tranh cử của mình, cô ta không tiếc hy sinh mọi thứ. Hôm nay cũng là cơ hội tốt nhất để Jin-gi rửa sạch tội danh, để tiến vào quốc hội làm bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi. Ông ta phải đối mặt và giải đáp tất cả thắc mắc của công chúng. Tiếp theo, Yi-han đã xuất hiện. Jayden nhìn xu thế cổ phiếu, ra lệnh cho trợ lý bán hết ra. Nhưng trợ lý vẫn đang do dự vì họ đã xảy ra chút chuyện, đó là Victoria ở trụ sở chính gọi điện thoại đến. Cô ta yêu cầu ngăn chặn hành vi của Jayden, còn lấy thân phận người phụ trách trụ sở chính ra đe dọa. Cách làm của Jayden có thể sẽ khiến Glory Head rơi vào nguy cơ. Kiểm sát trưởng đứng lên đề cập đến nguyên nhân Kite bay màu. Yi-han lập tức lấy ra chứng cứ, đó chính là đoạn ghi âm quan trọng này. Đây là bằng chứng vô cùng xác thực chứng minh Jin-gi đã tiếp tay hại người. Lúc này giá cổ phiếu đã tăng lên chóng mặt, Jayden lập tức yêu cầu bán sạch nhưng Victoria vẫn không đồng ý. Trợ lý bị kẹt ở giữa không biết phải làm thế nào. Yi-han yêu cầu công khai nội dung ngay bây giờ. Mặc dù chủ tịch hơi lưỡng lự nhưng vẫn công khai nội dung của đoạn ghi âm. Bên phía Mi-sun vẫn đang cố gắng chối bỏ toàn bộ tội ác gắn lên người mình. Hơn nữa cô ta còn ngông cuồng tuyên bố mình nhất định sẽ thắng cử chức tổng thống. Nhưng đúng lúc này Yoon-suk xuất hiện tại hiện trường. Dựa trên chứng cứ do anh cung cấp, Suk-yang lập tức đưa ra các cáo buộc Mi-sun đã nhận tài trợ phi pháp, còn cả nhận hối lộ và xúi dục Jun-bu hại người, đồng thời áp giải bà ta đi khỏi hiện trường. Tham vọng hão huyền của Mi-sun đến đây cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Jin-gi lo lắng ngồi nghe đoạn ghi âm mà Yi-han mang đến, trong đó đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện bí mật của ông ta với Kite. Rõ ràng Jin-gi đã đe dọa Kite ngụy tạo chứng cứ cũng như một loạt sự kiện sau đó. Vì thế Jin-gi sắp phải đối mặt với án phạt rất nặng. Đối mặt với sự lên án của mọi người, sắc mặt của Jin-gi trở nên nặng nề, nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận những hành vi khốn nạn của mình, còn luôn miệng đổ trách nhiệm về sự cố y tế lên người Yi-han giống như trước đây. Hơn nữa công tố viên cũng đã biết việc này, chuyện năm đó có một phần trách nhiệm của tôi. Không ngờ Gang-ho đã hồi tâm chuyển ý, anh ta nói mình tin vào lời của Jin-gi nên mới điều tra về Yi-han trong khi chưa có bằng chứng, và còn có hành vi giúp Jun-bu uy hiếp nạn nhân. Đã đến bước này rồi nhưng Jin-gi vẫn ra sức ngụy biện, còn nói đoạn ghi âm là giả. Bên này vì lỗ quá nhiều nên Jayden như sắp nổi điên. Nếu như nghe theo anh ta bán đứt hết từ lúc nãy, không biết đã thu về bao nhiêu lợi nhuận rồi. Bây giờ thì tất cả đều đã mất hết. Lúc này hiện trường vô cùng hỗn loạn. Sau đó Yi-han lại nhận được tin nhắn mà Yuna gửi đến, và tất cả mọi người có mặt cũng đều nhận được. Không ngờ họ lại nhận được đoạn video ghi lại cảnh Do Hyung và Jin-gi đang xô xát. Yi-han vô cùng kinh ngạc, ông ngờ con cáo già này vì lợi ích của mình và để bí mật không bị phát hiện mà đã hại người. Thực ra tất cả mọi chuyện đều do Jayden sắp xếp. Yi-han đã hứa sẽ cho Do Hyung một tương lai tự do, vậy thì anh ta sẽ làm cho cả gia đình Do Hyung không phải lo cái ăn cái mặc nửa đời sau. Anh ta đã sớm đoán được rằng rất khó để buộc tội Jin-gi chỉ bằng một đoạn ghi âm. Vì thế đã yêu cầu Do Hyung đến gặp Jin-gi, dù ông ta nói ra ai là người đã mổ tim Sốc Du và cấy ghép lên người ai. Phương pháp chính là dùng chiếc bút ghi âm này. Tất nhiên Do Hyung không dám làm việc này, nếu bị diệt khẩu thì phải làm sao, nhưng được cho 10 tỷ thì tình hình đã khác. Dù có phải mạo hiểm tính mạng thì 10 tỷ cũng là số tiền xứng đáng. Đây là điều kiện mà Yi-han và Jin-gi không thể thỏa mãn cho ông ta, vậy thì hãy để anh ta làm. Do Hyung chỉ do dự một lát rồi nhanh chóng đồng ý. Lần này xem ra Jin-gi khó thoát được số phận bị trừng phạt. Lúc này giá cổ phiếu cũng đã chạm đáy. Nhìn hành động của Yi-han trong
Trong video, Ihan vừa căm phẫn vừa phấn khích, sau 5 năm ròng rã cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày tận mắt chứng kiến ông ta bị hạ bệ. Đáng sợ là Jin-gi còn dám làm ra hành động đáng ghét như thế. Chứng kiến sự độc ác của ông ta, anh lại nhớ đến Seok-ju ngày đó. Nhưng rốt cuộc trái tim của Seok-ju đang ở đâu? Trong video, Do-hyung đã bị cây bút chưởng thẳng vào cổ, thấy ông ta vẫn còn thoi thóp, viện trưởng định ra tay thêm phát nữa thì bị cấp dưới ngăn lại. Bây giờ Do-hyung vẫn còn thở, nếu cứu chữa kịp thời vẫn có thể sống sót. Nhưng Jin-gi lập tức từ chối lời đề nghị này, nếu 5 năm trước ông ta trừ khử Ihan thì bây giờ cũng không xảy ra chuyện này, muốn trách thì chỉ có thể trách ông ta chưa đủ tàn nhẫn. Sau khi xong việc, họ giấu thầy của Do-hyung đi. Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong video. Lúc này Jin-gi không còn gì để chối cãi. Bên này Jaden lại không hề vui vẻ. Lẽ ra anh ta đã có được hơn 80% lợi nhuận từ số tiền bán cổ phiếu, nhưng giờ lại chẳng có đồng nào. Tất cả đều là do mụ cấp trên ngu xuẩn và tên trợ lý kém cỏi vô dụng. Ihan chất vấn Jin-gi tại sao lại hại người. Đối phương chỉ hỏi ông ta trái tim của Seok-ju ở đâu thôi mà. Sau đó Suk-yang cũng đã xuất hiện. Cô phải bắt tên sát nhân Jin-gi này ngay tại đây. Sau 5 năm ròng rã cuối cùng Ihan đã thành công trả thù. Nhưng cảm giác ấy lại vô cùng kỳ lạ. Trong sự vây quanh của phóng viên, cuối cùng Jin-gi cũng bị pháp luật trừng trị. Đồng thời Mi-san cũng bị tòa án xét xử. Vợ của Jin-gi không thể nào tin nổi. Bà ta yêu cầu luật sư giải quyết chuyện này. Trợ lý cũng vội vàng xin lỗi Jaden. Lần này không nghe theo mệnh lệnh là lỗi của anh ta. Nhưng Jaden là một người làm ăn, người đã từng phản bội mình, anh ta tuyệt đối sẽ không dùng lại. Vì thế Jaden yêu cầu trợ lý trong vòng 3 ngày mang 50 tỷ đến gặp mình, nếu không sẽ khiến anh ta mãi mãi biến mất trên đời này. Về nhà Ihan xem đi xem lại đoạn video đó, anh phát hiện trong lúc nói chuyện Jin-gi liên tục nhìn chằm chằm vào cây bút máy trước ngực Do-hyung. Tiếp theo ông ta giật lấy nó và vụ án mạng xảy ra. Vì thế chiếc bút máy này chắc chắn là người nào đó đưa cho Do-hyung để lén ghi âm. Luật sư của Jin-gi yêu cầu ông ta khai hết toàn bộ bí mật, như vậy bà ta mới có cơ sở để bào chữa cho Jin-gi. Sau đó ông ta đã thừa nhận các tội lỗi mà mình gây ra như xúi giục kẻ khác hại người, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói ra việc đã làm phẫu thuật cấy ghép tim. Cho dù luật sư có hỏi thế nào, ông ta vẫn lờ vấn đề này đi, bởi vì ông ta chỉ muốn gánh chịu tất cả tội danh để bệnh viện Ban Súc có thể tiếp tục phát triển. Suk-yang cũng bắt đầu nghi ngờ một mình Do-hyung không lý nào dám mạo hiểm như vậy. Chắc chắn đã có người đưa ra kế hoạch này và còn hứa hẹn sẽ cho Do-hyung lợi ích. Vậy người đó rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, Gang-ho cũng đã từ chức. Jun-ho cứ nghĩ Gang-ho sẽ tiếp tục giúp mình, nhưng Gang-ho nói mình sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa. Hơn nữa, ngay cả Mi-san cũng đã bị giữ lại. Bây giờ không còn ai giúp đỡ được nữa. Nếu muốn thả ra thì phải hỏi luật sư của Jun-ho. Mi-san tham nhũng số tiền quá lớn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi phải ngồi tò. Hơn nữa bà ta thường xuyên được tiêm loại thuốc này, đây đều là đãi ngộ được nhận ở bệnh viện Ban Súc. Sau đó Jun-ho đi vào, thấy Mi-san ở đây thật, xem ra anh ta không còn cơ hội ra ngoài nữa rồi. Ai ngờ Mi-san lại lật mặt tỏ ra không quen biết anh ta. Việc này khiến Jun-ho tức giận, chuẩn bị vạch trần toàn bộ bí mật của bà ta. Nguyên tắc làm việc khác nhau cuối cùng cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Ihan đã biết Jaden chính là người đã xúi giục Do-hyung. Mặc dù hành động này đã trừng phạt được Jin-gi nhưng cũng mất một mạng người. Vì thế Ihan và Jaden hoàn toàn cạch mặt nhau. Bên này Suk-yang chất vấn Jin-gi trái tim của Seok-ju đã bị ai lấy đi. Jin-gi không trả lời đúng trọng tâm mà nói đây chỉ là tưởng tượng, còn nói nếu hỏi câu này nữa thì mình sẽ luôn giữ im lặng. Suk-yang vô cùng phẫn nộ trước sự xảo quyệt của ông ta, nhưng đang thẩm vấn thì tim cô bỗng nhiên đau nhói. Jin-gi vừa nhìn đã nhận ra cô mắc bệnh tim di truyền, cũng là chứng bệnh mà em trai cô mắc phải. Là một bác sĩ, ông ta khuyên Suk-yang hãy vào viện điều trị để tránh bệnh tình xấu đi. Nhưng nguyên nhân em trai bay màu còn chưa sáng tỏ, cô tuyệt đối không thể nghỉ ngơi. Qua cuộc trò chuyện này, Ihan cảm nhận được Jaden còn muốn trả thù hơn cả mình. Vậy tại sao anh ta lại căm hận Jin-gi? Jaden cố chấp như vậy mục đích là để làm gì? Nhưng Jaden không hề muốn trả lời. Anh ta chỉ muốn nói Ihan quá ngay thẳng và chính nghĩa. Đã là người đôi lúc cũng phải sử dụng chút thủ đoạn đặc biệt để đạt được mục đích của mình. Ihan không tán thành với suy nghĩ này. Jaden chuẩn bị cho Ihan thấy anh ta sẽ làm cách nào để nắm chắc tập đoàn Ban Súc trong tay. Đây cũng là bài học cuối cùng mà anh ta dạy Ihan. Sau cuộc họp, Jaden sắp sửa nắm quyền bệnh viện. Hơn nữa anh ta sẽ biến bệnh viện này thành bệnh viện tư. Một số khoa phòng sẽ không thay đổi, nhưng khoa ngoại lồng ngực nổi tiếng của bệnh viện sẽ bị hủy bỏ. Trước đây mặc dù có tên tuổi lớn, nhưng bây giờ đã bị Jin-gi làm mất hết danh tiếng. Vì thế Jaden không muốn hứng chịu hệ lụy mà ông ta để lại. Sau khi bệnh viện trở thành bệnh viện tư, số tiền lãi nhận được hàng năm sẽ vượt quá sức tưởng tượng của các cổ đông. Để tìm hiểu rõ tại sao Jaden lại trả thù Jin-gi, Ihan quyết định tìm đến Mai để khám phá bí mật trong đó. Lúc này Jaden đang ở cùng với Yuna, cha của cô là Im Tae-moon đang chuẩn bị tham gia tổng tuyển cử, nhưng cô lại không hề vui vẻ chút nào. Im Tae-moon nêu cảm nghĩ của mình và bày tỏ sự tự tin về một tương lai sáng lạn, nhưng chỉ lát sau đã có chuyện xảy ra. Ông ta phát bệnh Alzheimer ngay trên bục phát biểu, lập tức trở thành trò hề trong mắt mọi người. Đám người phía dưới loạn lên như ong vỡ tổ. Chỉ có Yuna ngồi trước TV là bình tĩnh đến lạ, bởi vì từ trong thâm tâm cô không hề muốn cha mình làm tổng thống. Hơn nữa cô còn cố tình đổi thuốc của cha, mục đích là để triệu chứng của cha xuất hiện sớm, từ đó rút lui khỏi cuộc tổng tuyển cử. Yuna chỉ muốn cha bình an sống bên cạnh mình, không muốn cha trở thành con cá trong bể nước đục đó.
Chuyện xảy ra giữa hai người Huynh Sung cũng đã biết hết, anh ta gọi đàn em mang chìa khóa đến cho mình. Bên này trợ lý của Jayden vẫn chưa biết về chuyện cây bút máy kia. Ihan đưa ra nghi vấn của mình, anh muốn biết tại sao Jayden lại hận thù Jin-gi. Sau một hồi trầm tư, trợ lý nói ra suy đoán của mình. 5 năm trước anh ta đã đến Hàn Quốc để đầu tư vào tập đoàn Ban Súc, nhưng lại không may gặp tai nạn và được đưa vào bệnh viện làm phẫu thuật. Ihan nhớ lại buổi tối hôm đó, Jin-gi không nói đó là ai, nhưng Ihan nhớ rất rõ đúng là người đó được đưa đi cấp cứu vì tai nạn giao thông. Xem ra tất cả đã trùng khớp. Nhớ lại biểu cảm của Jayden sau ca mổ của mình, có vẻ như anh ta cũng biết chuyện, vậy thì anh phải đích thân xác nhận việc này mới được. Lúc này Yuna đưa cho Jayden một viên thuốc, đây là thuốc mà trước đây anh ta đã uống vì cô, còn suýt mất mạng vì nó. Nhưng Yuna đang rất vui nên đã uống nó, còn bảo Jayden cũng uống đi. Anh ta đang chuẩn bị uống thuốc thì Huynh Sung bất ngờ xông vào. Huynh Sung rất giận dữ, nhưng Jayden quàng tay lên vai Yuna làm không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Bên ngoài nhóm người Ihan cũng đã đến nơi. Huynh Sung giơ cây gậy chơi gôn lên chưởng xuống. Jayden liên tục lùi về sau để né tránh đòn tấn công. Tiếp đến anh ta túm chặt tay Huynh Sung chế nhạo anh ta là một kẻ vô dụng. Nếu không có cha thì anh ta chẳng là cái thá gì cả. Lúc này Ihan đi vào trong. Huynh Sung cũng thả tay ra, ngay sau đó Ihan xông lên xé rách áo của Jayden, bởi vì anh muốn chắc chắn có phải Jayden chính là người lấy đi trái tim của Seokju hay không. Suy đoán của anh cũng đã được kiểm chứng, vết sẹo dài để lại sau ca mổ chứng minh người đó chính là Jayden. Kết quả này làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều không thể tin nổi, nhưng Jayden lại cười phá lên và nói họ tưởng tượng phong phú thật đấy. Nhưng đây không phải là suy đoán mà có bằng chứng xác thực. Ngoài Mi-sun và Im Tae-moon ra, người là Jin-gi thả hóa vàng một thanh niên để cứu chỉ có Jayden thôi. Mà 5 năm trước, Jayden là nhà đầu tư quan trọng nhất của Jin-gi, anh ta thích bắt mạch vì mắc bệnh tim, có nhịp tim nhanh hơn bình thường. Vụ tai nạn xảy ra cách đây 5 năm hoàn toàn trùng khớp với ngày tử vong của Seokju, địa điểm diễn ra ca phẫu thuật cũng chính là bệnh viện Ban Súc. Quan trọng nhất, người thực hiện ca mổ đó chính là Ihan. Anh đã điều tra tất cả các trường hợp bị tai nạn giao thông vào hôm đó nhưng không tìm được một ai. Việc này chứng tỏ Jayden chính là vị khách VIP đó. Ihan hy vọng anh ta sẽ xin lỗi và xin sự tha thứ của Sukyang, đồng thời nói ra tất cả sự thật trước tòa. Nhưng Jayden đã thẳng thừng từ chối, bởi vì bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh tim của anh ta là của Seokju. Sukyang vô cùng phẫn nộ, cô nhất định sẽ vạch rõ chân tướng vụ này để người em trai đáng thương của mình có thể yên lòng nhắm mắt. Yuna không quan tâm đến việc này lắm, cô yêu Jayden, những việc còn lại cô đều không để tâm. Hơn nữa lúc nãy thứ mà cô đưa cho Jayden cũng chỉ là thực phẩm chức năng, chủ yếu muốn thử xem anh ta có uống không thôi. Huynh Sung tức đến mức nôn mửa, bởi vì hôm nay Yuna mà anh ta yêu thương cũng đã hoàn toàn rời xa mình. Thậm chí Yuna còn nói trước giờ mình chưa từng yêu Huynh Sung. Câu này khiến sự thù hận của anh ta đối với Jayden càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bên này Mai cũng đã nói ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. 5 năm trước, Jayden với tư cách là nhà đầu tư đã hợp tác với tập đoàn Ban Súc và còn chuyển thẳng số tiền 300 tỷ cho đối phương. Kỳ lạ là Jayden và Jin-gi thường xuyên có những cuộc nói chuyện riêng liên quan đến việc hợp tác. Việc này Mai cũng không hiểu rõ lắm. 3 ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Jayden đột nhiên chuyển vào ở bệnh viện Ban Súc. Lúc trợ lý gặp lại anh ta, Jayden đã nằm trong phòng bệnh VIP rồi. Còn cấp dưới của Jin-gi là trưởng phòng Choi đã biến mất. Hơn nữa không một thiết bị theo dõi nào có thể tìm ra vị trí của anh ta. Thực ra tất cả đều là chỉ thị của Jin-gi. Cách liên lạc là phải mở két sắt của khu VIP lấy điện thoại ra, sau đó gọi điện thoại cho một số điện thoại đặc biệt mới biết được hành tung của trưởng phòng Choi. Tiếp theo luật sư truyền đạt cho anh ta biết mệnh lệnh của Jin-gi. Tiếp theo trưởng phòng Choi nhanh chóng lẻn vào nhà trông Huynh. Sau khi uýnh ngất trông Huynh thì đưa Jun Hwan đi. Jayden đến gặp Jin-gi. Jin-gi nói anh ta chính là vị khách VIP đã làm phẫu thuật cấy ghép vào 5 năm trước, nhưng việc này chỉ có ông ta và trưởng phòng Choi biết. Hơn nữa ông ta còn lấy quyền quản lý trung tâm nghiên cứu ra làm con cờ để Jayden giữ kín bí mật này, nếu không bệnh viện Ban Súc sẽ sụp đổ. Nhưng Jayden không muốn bị Jin-gi nắm thóp, bởi vì anh ta cũng là người bị ông ta hãm hại. Anh ta cũng từng mắc bệnh tim, nhưng vì lúc đó bận rộn việc hợp tác nên định trì hoãn việc phẫu thuật cấy ghép tim một thời gian nữa. Nhưng Jin-gi lại cật lực phản đối. Xem ra ông ta đã nhìn ra Jayden bắt đầu dao động với việc đầu tư vào Ban Súc. Jin-gi không muốn để miếng mồi béo bở này tuột khỏi tay. Thế là ông ta cố tình gây ra vụ tai nạn xe làm bệnh tim của Jayden tái phát, cuối cùng bị cưỡng ép làm phẫu thuật cấy ghép tim. Nhưng Jayden phát hiện có một cậu bé cũng tiến hành cấy ghép cùng ngày với mình. Hơn nữa ngày hôm sau cậu ấy đã qua đời, và bác sĩ mổ chính cũng bị cảnh sát bắt giữ. Vì thế mấy năm nay anh ta vẫn đầu tư vào bệnh viện Ban Súc chỉ để điều tra rõ chân tướng. Quả nhiên đã phát hiện ra không ít bí mật. Sự cố y tế 5 năm trước, bác sĩ ma của Huynh Sung, nguyên nhân kỳ lạ của Kite và cả những người tham gia phẫu thuật lúc đó là Do Hyung, trông Huynh. Hôm đó ông ta gây ra tai nạn khiến anh ta không thể không làm phẫu thuật cấy ghép tim. Sau đó trái tim của Seokju đã bị tháo ra, dựa vào y thuật tài tình của bác sĩ Ma Ihan, cuối cùng cấy ghép lên cơ thể mình. Tất cả những việc này giống như việc ghép Lego vậy. Còn anh ta vốn là một nhà đầu tư bình thường, cuối cùng lại phải gánh tội danh vô sỉ này. Vì thế bây giờ Jayden muốn cướp đi thứ quý giá nhất của Jin-gi, cũng giống như việc ông ta đã làm với mình vào buổi tối năm đó. Jin-gi ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định phủ nhận toàn bộ tội danh của mình, dù có phải trả bằng bất cứ cái giá nào. Ông ta nhất định phải ra tù bảo vệ bệnh viện Ban Súc không để Jayden đạp đổ. Sau đó trưởng phòng
Long Choi gửi tới bức ảnh Chong Hwin bị khống chế. Anh ta bế Chong Hwin đến một bến tàu, định bem người diệt khẩu rồi kéo ra ngoài, từ đó hoàn toàn biến mất. Ai ngờ luật sư không chịu để anh ta ra nước ngoài mà bắt anh ta quay về đầu thú. Bà ta nói tất cả tội danh Jin Gi đã gánh chịu rồi, bây giờ chỉ cần xử lý Chong Hwin là xong. Cùng lắm khi anh ta trở lại, bà ta sẽ gán cho anh ta tội vứt xác. Nhưng nếu anh ta không quay lại, viện kiểm sát sẽ tiếp tục điều tra, mà điều tra càng sâu thì càng bất lợi với bệnh viện Ban Suk. Còn điện thoại bà ta sẽ cho người của phòng an ninh đến lấy về. Nghe xong những lời này, trưởng phòng Choi biết họ định giá họa cho mình nên đã thay đổi ý định. Qua camera giám sát, luật sư đã nhìn thấy Yuna lắp camera ở bãi đỗ xe. Xem ra vụ kiện này chưa chắc đã thua. Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu. Đầu tiên Suk Yang tường thuật lại những tội ác của Jin Gi, chẳng hạn như xúi dục Hwik Chon ra tay và khiến cho Do Hyung phải hẹo. Vì thế cô chủ động xin xử lý và khởi tố Jin Gi với tội danh bem người khác. Nhưng luật sư của ông ta lại cho rằng Jin Gi là vô ý chứ không phải là mưu sát. Bên này Lee Han cũng tìm đến pháp y Yoon Cheong, người đã ngụy tạo chứng cứ năm đó, bởi vì bây giờ chỉ còn cô ta có thể đứng ra làm chứng. Sau đó Suk Yang phát đoạn video Jin Gi làm bậy, thứ này đủ để định tội ông ta. Nhưng sau đó luật sư lại đổ mọi tội danh lên đầu trưởng phòng Choi. Sau đó Yuna được đưa lên tòa. Luật sư nói cô chưa được sự cho phép đã tự ý đăng đoạn video này lên, nhưng tất cả những việc này đều là làm theo lệnh của Lee Han. Mục đích của anh là để tìm ra sự thật Jin Gi cấy ghép nội tạng trái phép. Vừa nhắc đến việc này, luật sư đã lập tức nói việc đó chẳng liên quan gì đến phiên tòa này cả. Nhưng thẩm phán vẫn để Suk Yang tiếp tục tường thuật. Tiếp theo thẩm phán bắt đầu thẩm vấn Jin Gi. Ông ta nói trước đó mình nhận tội chỉ là vì muốn bảo vệ bệnh viện Ban Suk, nhưng hung thủ thực sự chính là trưởng phòng Choi. Hôm đó ông ta chỉ nhờ trưởng phòng Choi xử lý hậu sự, không ngờ anh ta lại hóa vàng luôn Do Hyung. Hơn nữa ông ta chưa từng sai khiến Hwik Chon bem người, nếu có thì chắc chắn là trưởng phòng Choi tự ý hành động. Cuối cùng ông ta còn phủ nhận việc 5 năm trước mình đã uýnh cắp trái tim của Sok Ju. Quả thật ông ta có công kích Do Hyung nhưng không hề cố ý bem người, bởi vì trong bệnh viện Ban Suk vốn không tồn tại việc cố ý lấy mạng người khác. Nhưng bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên trong tòa án. Luật sư do dự một lúc rồi bình tĩnh lấy điện thoại bí mật ra. Bà ta vốn cho rằng mọi người trong phiên tòa sẽ không để ý, nhưng lại bị Suk Yang nhanh nhẹn túm lấy. Cô lập tức nói chiếc điện thoại này là vật chứng quan trọng của vụ án, sau đó nhấn nút nghe. Tiếp theo trưởng phòng Choi đứng dậy từ trong đám người. Anh ta vốn liều mạng làm việc cho Jin Gi, nhưng lão cáo già này lại đổ tội cho anh ta hết lần này đến lần khác. Vì thế trưởng phòng Choi không muốn che giấu nữa. Sau đó nhóm người của Lee Han cũng đến hiện trường, theo sau anh chính là Chong Hwin, người đã bị trưởng phòng Choi đưa đi. Sau đó anh ta đứng trước tòa khai ra toàn bộ sự thật, còn nói trong chiếc điện thoại này chứa toàn bộ chứng cứ phạm tội của Jin Gi. Tiếp theo Chong Hwin cũng công khai chuyện Sok Ju bị đổi tim vào 5 năm trước, lúc đó Jin Gi đã dùng con trai cô ta làm điều kiện để cô ta đồng ý giúp ông ta thực hiện đổi tim. Ngày hôm sau ông ta còn cố ý phá hỏng van máy thở oxy của Sok Ju, vì thế mới khiến cho cậu về với các cụ. Sự thật tàn nhẫn bây giờ đã được bày ra trước mặt mọi người. Việc này khiến Suk Yang vốn có bệnh tim không chịu nổi cú sốc mà ngã xuống rơi vào hôn mê. Jin Gi cũng bị cảnh sát áp giải xuống. Trước sự chất vấn của Hwin Sung, ông ta chỉ có thể nói lời xin lỗi, bởi vì ông ta vì bản thân và Ban Suk đã thực sự hại rất nhiều người. Lee Han hỏi ông ta tại sao lại cứ phải chọn Sok Ju và mình. Jin Gi trả lời là vì lợi ích, lúc đó chỉ có tim của Sok Ju mới phù hợp yêu cầu. Hơn nữa ông ta cũng muốn nhân cơ hội này xử lý hòn đá ngáng chân trên con đường thành công của Hwin Sung, đó chính là Lee Han. Vì thế ông ta mới làm ra rất nhiều hành vi tội lỗi sau đó. Đến tối, Jin Gi vốn cho rằng mình vẫn có thể bình an vô sự, kết quả ông ta lại bị người từng là cấp dưới của mình tiêm cho một mũi. Sau khi tỉnh lại đã thấy trước mặt mình là Jaden với vẻ mặt đầy căm phẫn. Anh ta vừa cầm ống tiêm vừa thuật lại câu chuyện đau lòng nhất trong cuộc đời của mình. 5 năm trước anh ta đã nghe lời Jin Gi mà dùng thuốc cho ông ta đưa. Jaden lái xe đến gặp người mà anh ta yêu thương nhất nhưng đã nhiều năm không gặp, đó chính là mẹ của Jaden. Trên xe bà ấy nói rất nhớ đứa con mà mình đã đưa ra nước ngoài. Sau đó Jaden đã nói ra thân phận thật sự của mình, nhưng lúc hai mẹ con nhận nhau thuốc trong người anh ta phát tác khiến chiếc xe bị mất kiểm soát. Chuyện đau lòng hơn vẫn còn ở phía sau. Trưởng phòng Choi theo lệnh của Jin Gi lao thẳng xe về phía hai mẹ con họ, sau đó khập khiễng rời đi với cái chân que. Bỏ lại mẹ của Jaden đã hẹo và anh ta cũng đau đớn vô cùng. Hành động của Jin Gi đã khiến Jaden mất đi người thân duy nhất, nhưng hành vi vô liêm sỉ của ông ta vẫn còn ở phía sau. Ông ta ngang nhiên thực hiện ghép tim cho Jaden và còn trơ trẽn nói rằng mẹ anh hẹo chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Tất cả những việc này khiến Jaden ôm mối hận thù suốt 5 năm nay, vì thế hôm nay anh ta phải lấy mạng ông ta. Sau khi xong việc, Jaden định đưa Yuna lên máy bay rời khỏi nơi này, không ngờ đã bị Hwin Sung chạy đến ngăn cản. Jaden không hề sợ hãi, bảo anh ta có bản lĩnh thì cứ tới tìm mình trả thù. Hwin Sung đã mất hết lý trí cầm dao đi đường quyền vào ngực Jaden. Sau đó Jaden ngã xuống chảy rất nhiều tiết canh. Lee Han chạy đến lập tức tiến hành cấp cứu cho anh ta. Đến đây kế hoạch trả thù cũng đã hạ màn. Một năm sau, cuối cùng vụ án của Sok Ju mà Lee Han đã lật lại cũng hoàn toàn kết thúc. Suk Yang cũng vui vẻ nở nụ cười trên môi.
nhưng Ihan vẫn phải đi gặp một người vô cùng quan trọng. Ihan hỏi anh ta tại sao lúc đó không nói ra sự thật, dẫn đến xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy. Nhưng Jayden nói dù có làm gì cũng không thể thay đổi được kết cục sự việc, vì thế dù có phải gánh tội một mình anh ta cũng phải báo thù. Những ngày ngồi bóc lịch mới là lúc Jayden cảm thấy thực sự được giải thoát. Hơn nữa anh ta cũng sẽ không kháng cáo, quyết định cải tạo thật tốt, cũng coi như là chuộc tội với quãng thời gian trước đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người ở những bộ phim tiếp theo.